Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và một bản tin vào buổi tối thứ sáu hàng tuần lại đến và một cái thời gian một tuần giao dịch của chúng ta trôi qua rất là nhanh và chúng ta sẽ có những cái đánh giá tình hình thị trường trong tuần vừa qua, tức là tuần cuối cùng của tháng 7 và mở ra là một tuần đầu tiên của tháng 8. Thế thì trong trong tuần vừa qua là một cái tuần mà đúng là chúng ta đã có một trải qua một tuần giao dịch rất là khó khăn ở góc độ đó là nếu như chúng ta nhìn ở trên biểu đồ VN-Index thì chúng ta thấy rằng là một phiên thị trường giảm sâu, xong đó một phiên kéo lên và liên tục là cứ một phiên tăng một phiên giảm như vậy, nó làm cho tâm lý của nhà đầu tư cá nhân gần như là chúng ta bị lung lay trước thị trường, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện đó thì tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích sâu hơn về thị trường trong tuần vừa qua. Thì kết thúc phiên giao dịch ngày 24, đây chính là ngày 24 đây các anh chị, thì Hùng Lê đã ra một bản tin video số 114. 114 trong đó nhận định và phân tích tình hình thị trường tuần từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7, trong đó có định lượng VN Index ở quanh ngưỡng 800 điểm, VN 30 ở quanh ngưỡng 7560 và phái sinh ở trong ngưỡng 750 điểm và tiếp tục là một tuần giao dịch khó khăn của thị trường. Và trong cái bản tin thì Hùng Lê cũng có đề cập đến cái câu chuyện là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba sẽ là hai phiên giao dịch đầu tuần mà chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều những cái khó khăn, bởi vì sao? Bởi vì thị trường của chúng ta đã có một tuần suy yếu kể từ phiên ngày thứ hai. Phiên ngày thứ hai đâu đó ở đây này, tức là khoảng phiên ngày 20, khoảng phiên ngày 20 tháng 7 thì thị trường của chúng ta đã bước vào suy yếu. Chính vì vậy nên cái câu chuyện hệ lụy là cái câu chuyện Covid quay trở lại nó chỉ là một cái giọt nước tràn ly để cho tạo lập có thể sử dụng để đánh về mặt về 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 phái sinh mà thôi. Thì trong buổi tối ngày 26, tức là tối ngày chủ nhật, thì Hùng Lê đã có một số các đánh giá lại, trong đó thì đánh giá lại cái kịch bản của tuần cũ và nói đến một cái câu chuyện về kịch bản của tuần mới, đó là các cái điểm mà VN Index rồi điểm VN30 và điểm phái sinh thì sẽ có những cái mốc dao động quanh các cái ngưỡng điểm trung bình thì Hùng Lê đã nói rồi, và cái dự báo về cái phiên giao dịch đầu tuần thì sẽ là một cái áp lực về giảm điểm nó và các vị thế mua mới, đúng không ạ? Các vị thế mua mới thì chúng ta tạm thời chúng ta quan sát xu hướng của thị trường nó. Thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì tất cả các cái dự báo và các cái mốc về của ba cái chỉ số cơ bản nhất của thị trường thì đã bị đánh mất những cái mốc hỗ trợ như vậy. Và trong buổi tối đó thì trên team nó trong team thì Ông Lê thường có những cái view view về về thị trường. Và kết thúc cái phiên giao dịch ngày 28, kết thúc phiên giao dịch ngày 28, đây phiên giao dịch ngày thứ ba, đây là lúc này là Hùng view lại này thì phiên ngày 28, tức là phiên ngày đầu tiên, phiên ngày 27 thì bị giảm điểm rất là mạnh, phiên ngày 28 thì thị trường có kéo lên, và buổi tối ngày 28 thì Hùng Lê có đánh giá lại về các cái chỉ báo, thì cơ bản là chúng ta cũng đánh giá ba cái chỉ báo rất là quan trọng, đó là chỉ báo về phái sinh, về CS và về VN30 đó. Thì ví dụ như là chỉ số về phái sinh thì trong cái phiên ngày 28 là đạt được đến cái vùng 745 đến vùng 750, đây là vùng kháng cự, thì đã khuyến nghị đóng hết cái lệnh long, thì cái điểm đó thì trong cái điểm mà long sọt về phái sinh thì ông Lê có phân tích rồi, là chúng ta phải 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 phân tích trên đồ thị M5. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ nói đến những cái đó ở trên đây, trên cái đồ thị M5 như thế này thì chúng ta mới có thể phân tích và định lượng được. Còn cái chen phái sinh dài, ví dụ như Hùng Lê có đề cập đến cái vùng 750 điểm, đó là cái vùng cân bằng động. Còn sau đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng chi tiết hơn ở trên room. Thì trong phiên ngày 28, kết thúc phiên giao dịch ngày 28 thì chúng ta đã có một cái điểm long của phái sinh rất là đẹp, lên đến khoảng vùng 745 điểm ở đây. Đó, 745 điểm đây, thì cái vùng này chính là cái vùng mà Lê đã dự báo rằng là cái chỉ số của phái sinh nó sẽ bị đạp xuống và ở đây sẽ là có các cái điểm trả cung cầu, nên là khuyến nghị đóng hết vị thế long khi mà kết thúc phiên giao dịch, gần kết thúc phiên giao dịch ngày 28, và có thể đảo sọt qua đêm. Thì sau đó thì đến phiên ngày 29 thì
phái sinh rơi thẳng đứng, và các cái điểm đảo sọt đó thì ông Lê chỉ có dự báo ở đâu đó khoảng vùng 725 đến vùng 730, tức là phiên ngày 29 thì chúng ta sẽ quan sát lại ở vùng 725 đến vùng 730, và đến cái vùng này thì chỉ số phái sinh tiếp tục sọt mạnh và đã đi về đến vùng ở đây là 702 đến 703 điểm sâu nhất. Và khi mà cái phiên giao dịch, khi mà cái điểm đảo đã bị đạp sâu xuống cái này thì đến cái điểm mà 702, 703 thì khuyến nghị là đóng hết các cái vị thế của short ở trong cái phiên ngày hôm đó và bắt đầu mở long. Đó thì cái câu chuyện là thị trường trong tuần vừa qua thì ông Lê đánh giá là chủ đạo là hoạt động phái sinh long short liên tục. Đó các anh chị nhìn thấy đây, và chỉ có một tuần thì phái sinh mới có được những cái trận đánh, chứ còn đối với thị trường cơ sở thì trong một tuần vừa qua đấy là một tuần rất là khó khăn, gần như là một tuần rất là khó khăn. Và chính những yếu tố tạo lập để đánh về phái sinh đã làm cho ý chí của nhà đầu tư của chúng ta bị đánh dập đầu, tức là cách đánh của tạo lập là như vậy. Và khi thị trường có những cái biên độ dao động rất là lớn như thế này thì ông Lê thường khuyến nghị các nhà đầu tư ở trên team đó là chúng ta cứ phải bình tĩnh để chúng ta xem xét lại cái mức độ dao động của thị trường, rồi khi thị trường của chúng ta tạo thành những cái điểm những cái mặt bằng về nền hỗ trợ thì khi đó thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta giải ngân đó. Và cái hoạt động của thị trường trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là gần như là hoạt động của phái sinh mà thôi. Còn nhìn lại ở trên biểu đồ VN Index trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là phiên ngày thứ hai thị trường nó rơi rất mạnh, và sau đó phiên ngày thứ ba thì lại kéo lại lấp được một phần gap, và phiên ngày thứ tư giảm, phiên ngày thứ năm đó thì cứ một phiên kéo một phiên giảm như thế này thì dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta đánh cơ sở thì nó sẽ rất là khó, đúng không? Chúng ta chỉ đánh phái sinh ở trong T0 thôi, đó, mua xong thì bán luôn, hoặc là short xong thì có thể long lại luôn. Còn câu chuyện về cơ sở trong tuần vừa qua nó là rất khó khăn, và biên đi ngang của thị trường là đang đi ngang ở biên 780 điểm đến vùng 800 điểm, và kết tuần VN Index của chúng ta ở vùng 798 điểm, tức là gần khoảng mốc 800 điểm so với định lượng. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta có nhắc đến ở quanh vùng 760. Tuy nhiên sau cái phiên mà thứ hai VN Index đã bị rơi mạnh thì hôm nay đã có những cái điều chỉnh ở khoảng vùng 740 điểm anh chị. 740 điểm đó là các cái điểm, các cái vùng dao động cân bằng, các cái vùng dao động cân bằng của VN30. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần thì cái chỉ số này cũng đi ngang ở trong cái biên này, và kết tuần thì cũng ở 740,73 điểm. Đối với chỉ số phái sinh VN30F1M, đó VN30F1M thì trong tuần vừa qua chúng ta có thể nhìn thấy đây, đó là cái khối lượng giao dịch đột biến, khối lượng trong phiên đã đạt đến khoảng tầm 340.000 hợp đồng trên một phiên. Đây là một cái khối lượng giao dịch cực kỳ lớn. Thì điều này cũng cho thấy rằng là cái dòng tiền của bên thị trường chứng khoán cơ sở đang có xu hướng chuyển dịch sang đánh phái sinh, bởi vì rõ ràng là cơ sở không làm ăn được cái gì cả, cứ một phiên tăng một phiên giảm như vậy thì T1 đã rất là khó đánh, chứ đừng nói đến câu chuyện là T3. Và cái giao dịch của phái sinh thì ông Lê có dự báo ở quanh cái ngưỡng ở khoảng 750 điểm, nhưng chúng ta thấy rằng là đó, cái phiên ngày thứ hai là cái phiên mà phái sinh đây từ 760 tạo và sọt gãy luôn cả cái vùng 750 ở đây đó, tức là tạo gap khoảng 750 luôn và đi về những cái vùng rất là sâu ở dưới này đó. Thì đối với phái sinh thì kết tuần ở 725 điểm, và tí nữa thì chúng ta sẽ nói đến cái biên của phái sinh. Và đối với phái sinh thì các anh chị lưu ý đó là chúng ta sẽ không thể mà đánh ở trên biểu đồ nến ngày đó, trên tuần, mà chúng ta sẽ có những cái điểm long short. Và bản thân thì trong một phiên thì đôi lúc là cái lệnh long short đây anh chị, ví dụ như trong một phiên thì cái lệnh long short là cũng có một, ví dụ như phiên ngày hôm nay có đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lệnh đảo liên tục, hoặc là ví dụ như là có những phiên thì 3, 4 lệnh trong một phiên đó. Thì câu chuyện là bởi vì đơn giản là phái sinh phải chúng ta đánh ở trên khung ngắn, thì khi về team cùng đây thì đều có tất cả các công cụ để cho chúng ta tham gia đó, để có tất cả các cái công cụ để chúng ta có thể tham gia trong quá trình mà chúng ta đầu tư, có cơ sở, có phái sinh, có room lệnh đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ
đi đánh giá lại toàn bộ các cái nhóm ngành ở trong tuần vừa qua, và sau đó thì ông Lê sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ có một vài cái nhận định xu hướng trong thị trường tuần mới. Thì trong cái bản tin này chúng ta tập trung, chúng ta chủ yếu chúng ta đánh giá một số các cái nhóm ngành cơ bản. Còn về cổ phiếu thì hiện tại ông Lê nhận thấy là đã chạm, gần như các mã cổ phiếu đã chạm về hỗ trợ rất là nhiều. Đó, thì cái câu chuyện là chạm về hỗ trợ rồi, nhưng chúng ta cần phải xem cái xu hướng chung của thị trường. Đó, xu hướng chung của thị trường mà kết thúc cái nhịp chỉnh giảm rồi và bắt đầu nền tích lũy và bắt đầu đi lên thì chúng ta mới bắt đầu mua. Còn khi chạm về vùng hỗ trợ thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta quan sát. Đó, để chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo, và khi nào mà chúng ta thấy được thị trường chung ổn định rồi, đó, tất cả mọi thứ ngon lành thì chúng ta sẽ mở mua. Đối với VIX, trong tuần vừa qua khi mà VIX bị gãy mất cái vùng hỗ trợ 90 thì chúng ta nói đến VIX ở khoảng vùng giá 80. Và anh chị thấy rằng trong tuần đây là một cái cây nến mà VIX đã gần kéo về 80 và sau đó thì rút chân lên. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VIX thì VIX cơ bản là cũng chỉ đang đi ngang ở trong cái biên 80 đến vùng 90 thôi. Còn các cái động lực để cho VIX tăng giá, đây chúng ta thấy rằng là cũng có những cái điểm kéo lên như này, nhưng mà kéo lên đến thì nó cũng không có cái động lực tăng giá tiếp theo, và chính vì vậy nên nó cũng chỉ mang cái tính chất là kéo xả để phục vụ cho phái sinh thôi, chúng ta không tham gia đầu tư. Vinhome có một vùng hỗ trợ, đây là vùng 75, và trong cái bản và trong cái bản tin tuần trước thì chúng ta có nói đến câu chuyện đó là khi mà Vinhome mà bị gãy vùng 75 thì có thể về sâu hơn, đó là cái vùng ở đây là khoảng vùng 70. Và trong tuần vừa qua thì Vinhome cũng đã có những cái nhịp đạp về vùng 70. Và lực hồi phục lên thì tín hiệu hiện tại của Vinhome như thế này thì Vinhome lại đi về cái vùng kháng cự đây, đó là khoảng vùng giá 79 đến vùng giá 80. Thì khi về đến kháng cự thì thường thường là cổ phiếu lại có những cái nhịp đạp chỉnh giảm trở lại đây, và chúng ta cũng tạm thời là chúng ta sẽ chưa tham gia những cái nhịp như này. Đây là những cái nhịp đánh rất là ngắn. Ở VRE trong một cái biên ngắn, điểm hỗ trợ của VRE ở vùng 25 và điểm kháng cự của VRE ở vùng 27.5 đến vùng 28. Ở trong cái tuần trước á, thì VRE có một cái thông tin bán cái gì đó, nhưng mà quan điểm ủng đã có chat ở trên room, đó là cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện cơ bản, và khi cổ phiếu nó đã vượt ra khỏi những cái vị trí mà những cái điểm mua tốt nhất thì tốt nhất là chúng ta không nên mua lệnh. Rất nhiều những anh chị em đã mua ở cái phiên này, nghe tin cơ bản hay như nào đó, và đến T3 và đến tại thời điểm này thì đang bị lỗ nhẹ. Đó, thì câu chuyện thay vì cái việc mà chúng ta đuổi theo những cái lệnh như này thì chúng ta tìm những cái vùng hỗ trợ, và có thể là sang tuần tới VRE sẽ có những nhịp phục hồi từ vùng giá 25. Đó, từ vùng giá 25, bởi vì là nhóm ngành thì tí nữa chúng ta sẽ nói chi tiết hơn, đang có những cái điểm hỗ trợ rất là tích cực rồi của thị trường. Còn vấn đề còn lại Covid thì tí nữa chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về Covid. Sapeco, SAB. Đối với Sapeco, trong một cái nhịp đánh này thôi, và chúng ta có khuyến nghị, còn nhịp thứ hai này thì đang chỉnh giảm, và dự kiến là ông chỉnh về đâu đó khoảng vùng 180, nhưng trên thực tế tuần vừa qua thì SAB đã về cái vùng hỗ trợ sâu hơn của SAB ở đây, đó là vùng 160. Đây các anh chị, đây nó hình thành một cái vùng hỗ trợ sâu hơn của SAB, đó là vùng 165, vùng 160. Hiện tại thì SAB đang về lại cái nền hỗ trợ ở đây, và khả năng thì về đến cái nền này cùng với sự phục hồi chung của các nhóm ngành thì tuần tới thì SAB mới có thể phục hồi lại được. Tức là cái câu chuyện là trong tuần thì đã có những cái điểm đánh về vùng ở đây, đó là đây các anh chị nhé, đây là vùng 180, và sau đó là chỉnh giảm về 165, sau đó thì lại kéo lại về vùng 180, tức có thể tạo thành cái mô hình hai đáy ngắn hạn ở đây. Còn nhịp này thì không khuyến nghị mua Sapeco, bởi vì là nó không đẹp như là cái nhịp ủng hộ anh ấy lần trước. Vinamilk, đó, Vinamilk ngày hôm nay cũng là một cái viên kéo xả rất là kinh khủng, đúng không ạ? Phiên kéo xả rất là kinh khủng, khi mà có lúc đã kéo lên vùng 109 và cuối phiên thì Vinamilk lại mất 2 điểm. Đấy. Thì câu chuyện là Vinamilk trong một cái nhịp phân tích ở đây, đó là chúng ta có nói đến cái vùng giá 112. Vùng 112 của Vinamilk đây, bản tin kết tuần trước, và khi Vinamilk gãy ở cái vùng này rồi thì xu hướng cao của Vinamilk sẽ có thể đánh chạm về vùng 105, và chúng ta thấy trong tuần thì Vinamilk đã đánh thủng qua vùng 105 trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì có lấy lại.
Và hiện tại với những cái điểm kéo xả như thế này thì Vinamilk sẽ cần thêm thời gian ổn định để tích lũy lại ở nền 105. Và chúng ta sẽ theo dõi tiếp những cái động thái của Vinamilk ở vùng 105, còn động lực hồi để mà hồi phục để mà tăng giá thì cần thêm tín hiệu đường MA hoặc là tín hiệu dòng tiền, và hiện tại tín hiệu dòng tiền thì cũng đang đi ngang. Như vậy là cái xu hướng của tuần mới của Vinamilk phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì chúng ta sẽ quan sát tiếp Vinamilk ở vùng 105. Chúng ta phân tích hàng không VDC. Nói chung là ngành hàng không thì khó khăn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là Covid tập 1 thì chúng ta đã chưa khắc phục xong, và bây giờ Covid tập 2 đã quay trở lại. Và cái câu chuyện về Covid tập 2 thì nó sẽ rất là nghiêm trọng hơn rất là nhiều rồi. Trong những ngày cuối tuần thì những cái thông tin các cái ca nhiễm liên tục tăng, chính vì vậy nên là ngành hàng không sẽ tiếp tục khó khăn, chồng chất khó khăn. Và trong bản tin phân tích tuần trước thì chúng ta đưa ra một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở đâu đó khoảng vùng 95, chính là cái vùng hỗ trợ ngắn ở đây. Và trong phiên ngày kết tuần, trong phiên ngày hôm nay thì VDC đang có dấu hiệu bị gãy các anh chị nhé, bị gãy vùng 95, tức là gãy vùng hỗ trợ dưới, thì như vậy là cổ phiếu nó sẽ xấu lên theo thời gian, nó sẽ xấu lên theo thời gian. Và tín hiệu dòng tiền cắm đầu, tín hiệu MA dòng MACD cũng đang cắm đầu đi xuống, như vậy thì VDC sẽ giảm, và rất có thể là trong nhịp này thì VDC sẽ về lại nền 70. Đấy là một cái dự báo xa. Tuy nhiên trên con đường đi ấy, thì thường thường là nó có thể về đến vùng 85 đó, sau đó thì nó sẽ có những cái nhịp hồi phục ngắn thế này, và sau đó nó sẽ đi tiếp. Thì đấy là cái cách đi của cổ phiếu, và với VDC thì như vậy là xấu rồi. HVN cũng bị gãy nền, HVN cũng bị gãy nền ở đây, đó là gãy nền 24. Và trong trong bản tin tuần trước thì ông Lê có đề cập đến cái câu chuyện, nếu đây có một giả sử có một cái cây nến gãy nền như này thì xu hướng là cổ phiếu HVN sẽ đi về các cái vùng hỗ trợ thấp hơn ở dưới này. Và đây không phải là đây là một cây nến gãy, nhưng mà gãy gáp các anh chị nhé, gãy gáp luôn, tức là nó đến đến phiên ngày thứ hai là nó đạp gãy sàn qua cái điểm này luôn đó. Thì xu hướng là cổ phiếu sẽ chỉnh giảm về cái vùng hỗ trợ thấp hơn, và trong ngắn hạn thì có thể HVN có thể về đến tận vùng 20, xu hướng khả năng có thể về đến vùng 20, vùng 20 sẽ tích lũy trở lại đây. Hiện tại thì HVN đang có những cái điểm tích lũy cân bằng ở quanh cái vùng 21.5, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp theo ở trong phiên tuần tới. Và trong tuần tới thì Hùng sẽ dự báo là nó sẽ ổn định thôi, mặc dù là cái câu chuyện về Covid thì nó hơi nghiêm trọng một tí, nhưng không sao cả, tí nữa chúng ta sẽ nói sâu hơn. ACV cũng mất cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là khoảng vùng giá 57.5, và như vậy thì xu hướng cao thì cổ phiếu cũng sẽ quay về ở những cái vùng hỗ trợ thấp hơn, đó là khoảng vùng 45 đến vùng 50. Hiện tại thì cổ phiếu cũng đang có những cái điểm lình xình ở đây đó. Thì ngành hàng không cơ bản là rất là vất vả trong cái mùa dịch lần 2. BVH, Bảo Việt. Bảo Việt thì trong tuần cũng bị gãy ra khỏi cái biên Bảo Việt ở đây, gãy ra khỏi cái biên hỗ trợ của Bảo Việt ở đâu đó khoảng vùng 43 44 44 ở đây. Và chính vì gãy ra khỏi cái biên nên cổ phiếu thường sẽ có xu hướng tích lũy lại ở những vùng thấp hơn. Tín hiệu của Bảo Việt thì hiện tại nó đang khá là tốt, đang có những điểm tích lũy ở quanh vùng 40 và không bị gãy tiếp trong phiên kết tuần, ở trong phiên ngày hôm nay không bị gãy tiếp. Thì xu hướng của Bảo Việt sang tuần tới thì có thể là Bảo Việt sẽ tiếp tục đi ngang ở quanh cái điểm 40 ở đây. Tín hiệu dòng tiền thì đang cắm đầu, nhưng mà có khả năng một khả năng là cái xu hướng của thị trường chung thì sẽ ổn định trở lại và sẽ có những cái tín hiệu hồi phục ở đây. Còn quan điểm mua thì hiện tại là chúng ta sẽ chưa mua, bởi vì khi mà cổ phiếu rơi, anh chị, cổ phiếu rơi thì có thể là cổ phiếu sẽ rơi ở đây về lình trình đây, và thị trường chung quan trọng nhất là thị trường chung đó. Và bây giờ chúng ta chưa đánh giá được thị trường chung thì cái câu chuyện là cổ phiếu thường là rơi lình trình ở đây và sau đó nó có thể rơi tiếp. Đây anh chị nhìn thấy, đây sau một cái nhịp rơi mạnh của Bảo Việt ở đây nhá, đó thì nó hình thành một cái nền lình trình đây đó, ăn không được bao nhiêu nhưng mà đến điểm này là gãy luôn đó. Thì cái câu chuyện thời điểm hiện tại là cái thời điểm rất là nhạy cảm của thị trường, chính vậy nên là chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta quan sát thêm. Đó, ví dụ Masan ngày hôm nay cũng kéo lên tận 51.4 và
kết phiên thì đang ở 50.5 đó, những cái biên kéo của tạo lập rất là mạnh. Thì đối với Mansan, các anh chị có thể nhìn thấy chúng ta sẽ view lại ở trong một cái ngắn hạn hơn, đó là Mansan đi về lại vùng hỗ trợ 47.5 đến vùng 49.5, thì thuần về kỹ thuật là về đến cái điểm này là chúng ta sẽ mua. Tuy nhiên trong cái thời điểm hiện tại là nhận thấy là thị trường cứ kéo lên rồi đánh xuống, kéo lên đánh xuống, thì có nên bắt hay không? Đó, có nên bắt hay không? Khi mà cái câu chuyện là chúng ta bắt thì chúng ta ăn không được bao nhiêu, nhưng nó bị lỡ một cái thì chúng ta lại bị lỗ rất là nhiều. Đó, thì với xu hướng của Mansan, đó là Mansan chạm về lại đây, chạm về lại biên ở vùng 47.5, 49.5, và đang có những cái lực bắt của Mansan tương đối là ổn, tức là đã có những cái phiên giao dịch khoảng từ 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu, và Mansan đang có xu hướng thoát nền 49.5. Thì câu chuyện của Mansan là chúng ta sẽ nốt lại để chúng ta theo dõi phiên ngày thứ hai, phiên thứ ba tuần tới. Những anh chị nào mà đang có hàng, chúng ta canh, hoàn toàn chúng ta canh để chúng ta giải ngân ở quanh vùng 48.5 để chúng ta đánh T1, T2. Đó, trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể hoàn toàn kỳ vọng là Mansan bắt đầu có lực cầu để bắt lại ở vùng hỗ trợ này. Đó, và ít nhất là chúng ta sẽ đánh được T cộng để chúng ta đảo hàng nếu chúng ta đang kẹp hàng. Còn các vị thế mở mua mới của Mansan thì chúng ta cũng có thể ok. Một mã cổ phiếu nữa trong cái họ Mansan đó là MCH. Thì câu chuyện MCH á, là cái thanh khoản nó hơi thấp, chính vậy nên là ông Lê cũng không có khuyến nghị các anh chị chúng ta mua nhiều. Tuy nhiên với góc độ hiện tại thì sau một cái giai đoạn xây nền của MCH ở khoảng vùng 68 đến vùng 70 thì đây chính là cái vùng mà ông Lê dự báo là cổ phiếu này sẽ tích lũy nền, và trước mắt thì cổ phiếu sẽ đánh chạm lại khoảng vùng 75 đến khoảng vùng 78, và thậm chí là có thể với cái lực đánh như thế này thì cổ phiếu này có thể đánh chạm lại về vùng 80. Đó, cổ phiếu này có thể đánh chạm về vùng 80. Đó, ngắn hạn chạm về vùng 80 và tích lũy chỉnh trở lại đây. Chỉnh trở lại khoảng vùng 75 và sau đó thì kéo tiếp, bởi vì MCH cái tạo lập của MCH trong lịch sử, trong quá khứ nó khá là tốt, bởi vì đây là một cái nhịp của ông Lê tham gia được, nên là chính vì vậy nên ông rất nhớ đến cái mã cổ phiếu này. Nên là khi mà cổ phiếu này bắt đầu có những dấu hiệu tạo nền ở đây thì ngay lập tức là chúng ta sẽ bắt nhịp lại. Đó, thì câu chuyện là các anh chị đã đánh mã cổ phiếu nào thì chúng ta có duyên, có cơ duyên thì nó thì cứ nên theo lại cổ phiếu đó, và chúng ta không phải là có thể là từ đây trở đi chúng ta nghỉ ngơi và chúng ta lại chờ một cái cơ hội dài dài sau đó thì chúng ta tiếp tục với mã cổ phiếu đó, bởi vì chúng ta sẽ hiểu được cái tính cách tạo lập của cổ phiếu cũng như là những đường đi nước bước của nó. Đó, MWG thì cũng sẽ là một cái câu chuyện khó khăn chung rồi, đúng không ạ? Bởi vì Covid quay lại thì ngành bán lẻ lại gặp những cái câu chuyện rất là khó khăn. Và trong cái bản tin tuần trước thì chúng ta có dự báo về việc là MWG sẽ chỉnh giảm lại về khoảng vùng hỗ trợ 70 đến khoảng vùng giá 74. Và đây chúng ta có thể thấy là trong tuần đây chúng ta kéo lại đây một tí. Đó. Thì trong tuần thì cổ phiếu này cũng đã đi về cái biên ở đây, và khi về đến cái vùng này thì thường là cổ phiếu sẽ nghỉ ngơi, tích lũy và có thể có những lực hồi phục T cộng ở đây. Có những lực hồi phục T cộng ở đây và sau đó thì nó sẽ rơi lại, nó test lại nền 70, gãy nền 70 thì là sẽ xu hướng giảm tiếp. Và trong thời điểm hiện tại Covid như này thì chúng ta cũng tránh những cái mã cổ phiếu như vậy, đúng không ạ? PNG. Bản thân PNG, sau khi PNG bị mất ở đây là mất cái vùng 56, chúng ta đã dự báo rằng tiếp tục PNG sẽ tiếp tục chỉnh giảm về lại đâu đó khoảng vùng 50 đây anh chị. Và trong phiên giao dịch trong tuần vừa qua thì PNG đã rơi về đến vùng 50, phiên ngày hôm nay là chạm 50 xong đó kéo lên. Thì về lý thuyết là PNG vẫn còn có thể rơi tiếp, bởi vì cái khi mà cổ phiếu mà đang đi như này các chị, tức là nó có thể là nó không đi một phiên là nó gãy luôn, mà nó có những cái phiên tăng phiên giảm rồi phiên tăng phiên giảm, và sau đó thì nó đi dần dần như vậy. Nó thì về lý thuyết là PNG có thể nhịp này có thể chạm về vùng 45. Chính vì vậy nên là tốt nhất là chúng ta cũng không nên bắt đáy, và xét trên một cái kênh xu thế thì PNG cũng đang đi vào một cái kênh gọi là kênh downtrend.
Đó, một kênh downtrend, và khi mà đi vào kênh downtrend thì thôi chúng ta cũng tạm thời là chúng ta tránh. Bình Minh BMP sau khi đạt đỉnh được vùng 50 55 đúng không ạ? 55 thì chúng ta có phân tích một cái nhịp ở vùng 60, nhưng cái nhịp này thất bại bởi vì là Bình Minh đã bị mất cái mốc 52. Khi mất mốc 52 thì dự báo là khả năng Bình Minh sẽ có những cái điểm chỉnh giảm về đâu đó ở khoảng vùng giá 45.5, và trên thực tế thì đâu đó đã rơi về khoảng vùng 47. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Bình Minh thì cổ phiếu này cũng sẽ chưa thể hồi phục được, tức là có những cái nhịp hồi phục mang tính T cộng ở đây đó, và sau đó thì có thể lại có những cái điểm trả lại, và nó phải trả lại hết cái phần cung cầu thì khi đó có những cái nhịp tích lũy ổn định trở lại về tín hiệu đường MACD và tín hiệu dòng tiền và một số các chỉ báo kỹ thuật khác. Trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng có một cái mã cổ phiếu mới lên sàn của ngành nhựa APH. Cổ phiếu của ngành khá là tốt, và hiện tại thì cũng có 3 phiên CE rồi. Một số anh chị có hỏi là có mua không thì theo Hùng là thôi, khó quá thì chúng ta cũng nên bỏ qua, chúng ta cũng không nên đua theo làm gì cả. Mã cổ phiếu G, cơ điện lạnh G, hôm vừa rồi thì có nghe một cái phóng sự về 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 quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán trong 20 năm qua, thì G là một trong hai mã cổ phiếu đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, và phiên giao dịch đầu tiên thì thị trường chứng khoán Việt Nam có một cái khối lượng khớp lệnh khoảng 71 tỷ, và đến thời điểm hiện tại thì cả ba sàn đúng không ạ đã ghi nhận những cái phiên giao dịch trên 10.000 tỷ đồng. Đó thì như vậy là chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán đang phát triển rất là tốt đúng không? Và cái cơ hội để chúng ta phát triển trên đường dài về thị trường chứng khoán là còn. Vì vậy chúng ta cứ bình tĩnh, không đi đâu mà vội mà vàng cả. Đối với G thì chúng ta thường hay gọi G là một cái mã cổ phiếu già cỗi, blue chip già cỗi, bởi vì là ở trong cái thời điểm hiện tại thì cái câu chuyện mà phát triển về thị trường rồi phát triển về doanh thu và lợi nhuận đó, là gần như nó không có. Nó không có và nó chỉ đi mang một cái tính chất ổn định thôi. Và cái tính chất ổn định đó thì chúng ta đã có những cái đánh giá của G ở đâu đó ở khoảng vùng 29.5, và sau sau cái vùng 29.5 ở những vùng phân tích ở đây đó là vùng 30.5 đến vùng 31, và kháng cự là vùng 33. Và trong thời điểm hiện tại thì đang có những cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu là G đang muốn đánh, G đang muốn đánh, tức là sau sau một cái giai đoạn già cỗi rồi á, thì nó sẽ trỗi dậy đó, hồi xuân nó tạm gọi là như vậy. Thì những cái câu chuyện mà chúng ta phân tích gì ở trong cái thời điểm hiện tại đây đó là chúng ta tìm những cái vùng hỗ trợ để chúng ta mua, gặp kháng cự nhẹ nhẹ để chúng ta bán. Và trong cái điểm gặp kháng cự 33 ở đây thì G đang có những cái điểm chỉnh giảm lại khoảng vùng 31.5 rất là đẹp, không gãy ở đây. Và cái điểm 31.5 này lực cầu tiếp tục quay trở lại đối với G, và đang hướng cổ phiếu G về vùng 33, vượt thoát vùng 33 ở trong nhịp này thì G sẽ trở thành tạm gọi là một mã cổ phiếu hồi xuân đúng không ạ? Già rồi thì nó sẽ hồi lại. Và thời điểm hiện tại thì cũng có thể tham gia G, chúng ta có thể tham gia G trở lại trong cái thời điểm này. Chúng ta phân tích các mã cổ phiếu về nhóm ngành công nghệ các anh chị, và nhóm ngành công nghệ là một trong những nhóm ngành sẽ có xu hướng là miễn nhiễm được cái câu chuyện về Covid, đó là nó sẽ có thể hoàn thành cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020. Và một minh chứng là kết quả kinh doanh, chúng ta có thể xem bức tranh lợi nhuận của FPT, của DG World và một mã CMG, một số cái mã ngành công nghệ thì quý 2 đã có những cái lợi nhuận tăng trưởng đó, và như vậy nó sẽ rất là tốt đúng không ạ? Nó sẽ rất là tốt. Còn trong ngắn hạn thì sẽ như thế nào? Đó, cái câu chuyện là cổ phiếu tốt rồi nhưng thị trường chung như thế nào thì chúng ta lại phải đặt cái cổ phiếu tốt đó trong cái bối cảnh chung của toàn thị trường. Đối với FPT, vùng hỗ trợ của FPT ở đây đó là vùng 45, và câu chuyện nếu FPT phá ở vùng 45 thì xu hướng là nó sẽ lình xình và nó sẽ bị mất mất biên. Mất biên. Và trong tuần vừa rồi thì FPT cũng đã bị mất biên. Đó, mất cái biên ở đây là mất biên 45 nên là có những cái điểm 44. Tuy nhiên là cái điểm mất biên này thì nó cũng chưa thực sự là xấu. Nó chưa thực sự là xấu bởi vì nó vẫn ở trong một cái tầm gọi là cái tầm kiểm soát được. Đó, cái tầm kiểm soát được có thể chấp nhận được đó là ở khoảng vùng 43.5. Nếu như gãy 43.5 rồi thì thôi chúng ta nhanh chân lẹ mắt bán nhanh. Bởi vì như vậy là FPT sẽ
sẽ có xu hướng là tốt thì tốt, nhưng mà do thị trường hoặc là do các cái yếu tố bất lợi chẳng hạn thì nó vẫn cứ chỉnh giảm thôi. Đó thì cái câu chuyện về FPT các anh chị lưu ý. DGW trong cái thời điểm hiện tại đó, cũng rất là tốt và nó có một cái nhịp đánh lên cũng tương đối là mạnh rồi. Và khi đánh lên tương đối là mạnh rồi thì chúng ta sẽ tìm những cái điểm đó, tìm những cái điểm mà gọi là cái điểm then chốt, những cái điểm then chốt để chúng ta có thể có thể là xem cái điểm đó sẽ là cái điểm mà nó sẽ làm gì ở đấy. Và cái điểm then chốt của DGW khi mà hoàn thành ở cái vùng 45 thì có cái vùng 35-36 ở đây. Đó, vùng 35-36 ở đây. Thì đây là các cái nhịp hồi phục T cộng. Thì xu hướng là khi chạm những cái nhịp hồi phục T cộng này thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng test lại. Đó. Và những cái nhịp hồi phục này nó chỉ mang tính chất để cho những anh chị em mà chúng ta đảo hàng thôi. Đó. Trong tuần vừa rồi rất là khó, một phiên kéo lên và một phiên đạp xuống như thế thì nó cũng rất là khó, và nó khó chung cho toàn bộ các cái mã cổ phiếu chứ không gì riêng gì DigiWorld. Thì đối với DigiWorld khả năng xu hướng sẽ test lại ở vùng 35-36 một lần nữa, hình thành được một cái trạng thái nền tích lũy đi ngang ở quanh vùng này 35-36 mà không gãy thì khi thị trường chung ổn định trở lại, khi tín hiệu dòng tiền khi dòng tiền nó phải đầu nó phải lên này rồi đúng không ạ, và tín hiệu MACD đó nó phải lên như này, thì khi đó chúng ta sẽ căn cứ tình hình thực tế và khớp nối với thị trường chung thì chúng ta sẽ có những cái khuyến nghị của DigiWorld tiếp theo ở trên room. Cổ phiếu CMG thì trong giai đoạn này nó cũng không có gì gọi là đột biến. Vùng hỗ trợ 27.3, vùng kháng cự là vùng 32, thì tạm thời chúng ta đánh ở trong cái biên này đó, trong cái biên 27 đến vùng 32. Tín hiệu hiện tại của CMG cũng không có nhiều động lực khi mà chạm nền kéo đi lên, và cái này thì nó cũng lình xình chung với toàn bộ xu hướng của thị trường trong tuần vừa qua mà thôi. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp các anh chị nhé. Novaland, trong phiên ngày hôm nay thì tạo lập dùng Novaland để kéo đó, để kéo Novaland, kéo Novaland để đưa chỉ số của thị trường về mức gọi là mức tham chiếu đó, mức tham chiếu. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì hôm nay cũng có nói đến câu chuyện là thị trường ngày hôm nay kéo đúng 4 mã VIX, Novaland, Vinamilk, thêm mã gì nữa nhỉ, 4 mã kéo. Và chỉ có bốn cái mã này mà TCH đó, chỉ có kéo có bốn cái mã này mà thị trường xanh. Vậy thì chỉ tạo lập nó chỉ cần đạp khoảng tầm độ 10 đến 20 mã thì thế là toàn bộ thị trường đỏ, và như vậy là nhỏ lẻ của chúng ta rất là bất lợi khi mà có những cái không hiểu được hết những ý đồ tạo lập của thị trường. Đối với Novaland ở trong nhịp đánh này, khi mà chúng ta phân tích Novaland ở khoảng vùng 52 đến vùng 53 thì chúng ta đã đánh giá rằng ở trong cái nhịp này, mặc dù là cái ông này là cái ông cổ phiếu bo cung, tuy nhiên chúng ta nhìn thấy được một cái lực đánh của Novaland. Chính vì vậy nên là chúng ta cứ đua theo lái, và lần lượt là cái target cao nhất của Novaland để chúng ta nói đến ở đây đó đang là khoảng vùng 64 đến vùng 65. Và sau những cái nhịp mà đạt được ở đây thì Novaland sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm trở lại, lực cầu quay trở lại, sẽ đưa cổ phiếu này về lại vùng 64-65, đánh vượt thoát vùng 65. Thì chúng ta sẽ có cái điểm cuối cùng của Novaland, target cuối cùng mà chúng ta phân tích ở khoảng vùng 70, và khả năng xu hướng thì trong cái nhịp này, đây các anh chị, Novaland sẽ đánh theo kiểu này, đúng kiểu này luôn. Đó, các điểm chỉnh giảm không gãy và sẽ có những cái điểm chạy nước rút, và dự kiến là sẽ đi được khoảng về vùng 70. Thì những anh chị nào mà đang cầm Novaland thì chúng ta canh chốt, còn các cái điểm mua mà cao cao trên này thì thôi. Đấy, những cái điểm mua chính là những cái điểm mà chỉnh kỹ thuật ở đây không gãy, chúng ta canh mua. Một số các mã cổ phiếu về ngành xây lắp, ví dụ chúng ta sẽ nói đến đất xanh nha, DG. Đó, DG thì sau khi mà bị mất cái vùng ở đây, đó là vùng 11, thì đất xanh chúng ta dự báo là có thể chỉnh về đâu đó khoảng vùng 9.3. Đó, trên thực tế thì đất xanh đã rơi ra khỏi cái biên này, khỏi biên 9.3 anh chị, 9 đến 9.3. Và với xu hướng hiện tại của đất xanh thì xu hướng cao là lình xình ở đây, rồi bị một phiên, nếu như bị một phiên đạp mạnh thì đất xanh sẽ test lại về vùng đáy cũ, về vùng 7, về đến vùng này thì lúc đó thì chúng ta sẽ quan sát thêm.
LDG cũng là một mã cổ phiếu rất nhiều những anh chị của chúng ta quan tâm đến. Và hiện tại thì LDG cũng trong tuần thì LDG cũng mất cái biên 5.5, chính vậy nên là nó cũng giao dịch khá là phập phù. Tín hiệu dòng tiền cũng như tín hiệu MACD cũng chưa ổn định nên là cái xu hướng của LDG vẫn là xu hướng mà có thể chỉnh giảm tiếp đến các cái nền hỗ trợ ở dưới này thấp hơn. Chúng ta nói đến Cotecom CTD. Cotecom thì hôm nay đã về đến vùng hỗ trợ rồi, về đến vùng hỗ trợ đây đó là vùng 64.5 đến vùng 66.5. Tuy nhiên là thị trường chung đang xấu thì cổ phiếu này nó cũng sẽ chưa thể làm gì được, đúng không ạ? Và chúng ta tiếp tục quan sát các cái biến động tiếp theo của Cotecom. Dòng tiền phải khi tín hiệu dòng tiền, tín hiệu MACD và một số các chỉ báo kỹ thuật khác. Các anh chị lưu ý nhé, khi mùng đưa ra một cái nền hỗ trợ đấy, đó chính là cái nền để chúng ta quan sát. Còn về cổ phiếu về được đến đây rồi thì có tích lũy được không, nó có thành công hay không thì chúng ta phải quan sát tiếp đến một đến vài phiên tiếp theo đó. Ví dụ như cô Tây Công, anh chị nhìn thấy rơi về đây, nó có 3 phiên nó đang lình trình ở đây đó, thì nó sẽ lình trình, có thể nó sẽ lình trình trên 1-2 phiên, nhưng biết đâu nó lại có một phiên đạp mạnh như này thì đây là cái phiên để xác nhận rằng là cái vùng hỗ trợ này của chúng ta bị thất bại. Và khi vùng hỗ trợ trên bị thất bại thì chúng ta cần quan sát tiếp để chúng ta dự báo các cái điểm hỗ trợ tiếp theo, chứ không phải là cứ về đến vùng hỗ trợ là cổ phiếu bật lên ngay anh chị nhá. Về đến vùng hỗ trợ thì cổ phiếu thường có xu hướng tích lũy nền thành công thì cổ phiếu sẽ bật lên, còn tích lũy nền không thành công thì cổ phiếu sẽ tiếp tục rơi đó. KDH lọt vào rổ VN30. Như vậy là KDH chỉ đạt được đến mốc 25, vùng hỗ trợ ngắn vùng 23, biên đi từ biên 23 đến biên 24, và trong phiên kết tuần với một phiên đánh tương đối là mạnh như này thì có thể sang tuần KDH sẽ có những yếu tố xấu hơn. Nếu mà KDH tiếp tục có những cái cây nến, anh chị có những cái nến ngồi dưới vùng 23 thì như vậy xu hướng là xấu, và xu hướng mà ngồi dưới vùng 23 thì chúng ta sẽ phải dò tìm các vùng giá mục tiêu thấp hơn ở dưới này đối với KDH. Đạt Phương DPG. Đạt Phương trong thời điểm hiện tại là chạm về đáy rồi. Vùng tích lũy ở vùng 22 đến vùng 23 bị mất thì có xu hướng là test lại vùng 20. Và view trên tổng cục như vậy là xấu. Ở vùng 20 này thì bây giờ nó rất là mong manh, nó rất là mong manh rồi. Trường hợp nếu như Đạt Phương phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 tuần tới có thể lấy lại trên mốc 20 thì ok, tức là cái xu hướng tích lũy của nó còn. Còn ngược lại, nếu mà Đạt Phương bị bán khoảng tầm 1 triệu cổ phiếu mà giá bị giảm mạnh thì như vậy là Đạt Phương sẽ bị mất đà đây, và cái xu hướng giảm giá nó sẽ tiếp diễn đối với Đạt Phương. VCS ở thời điểm hiện tại cũng không có nhiều năng lượng nữa rồi, đúng không ạ? Sau một cái nền tích lũy đi ngang và cổ phiếu bị chỉnh giảm như vậy thì xu hướng là sẽ đáp về nền 50 thôi, và về nền 50 thì quan sát tiếp xem là có đi tiếp được nữa hay không, hay là về đến đó thì sẽ bị thất bại. Còn mã cổ phiếu nào của nhóm ngành xây lắp nữa nhỉ? HBC. HBC cũng bị thất bại ở nền ở đây, đó là nền ở nền 8.5 đến nền 9. Thì khi mà cổ phiếu bị mất ở cái vùng ở trên này, đó là mốc 10, thì chúng ta xem ở cái mốc gọi là 8.5 đến 9 để gọi là cái mốc hỗ trợ cuối cùng của cổ phiếu. Và mốc này bị mất thì như vậy là HBC sẽ chỉnh giảm về cái vùng tích lũy sâu hơn ở dưới này, đó là đâu đó khoảng vùng 7 đến vùng 7.5. Và như vậy thì những cái khó khăn phía trước của HBC vẫn còn. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp theo, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí gas. Gas ở trong thời điểm hiện tại cũng không có nhiều yếu tố đột biến, vùng hỗ trợ của gas ở vùng 64.5, kháng cự ngắn ở vùng 70, và với một cái tín hiệu dòng tiền như này thì xu hướng là cổ phiếu cũng sẽ chưa thể hồi phục mạnh được đâu, và cơ bản là vẫn những cái trận đánh lình trình đi ngang đi ngửa đây thôi. PVS
Đó, PVS các anh chị nhớ là Hùng có đề cập đến vùng 12, và khi cái cổ phiếu này bị mất vùng 12 thì xu hướng là cổ phiếu sẽ bị đạp mạnh về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn, về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn của cổ phiếu, và với tín hiệu dòng tiền cắm đầu đi xuống cũng như tín hiệu MACD như vậy là xấu, và như vậy PVS có thể sẽ chạm lại về vùng 10 để tiếp tục tích lũy, và trong tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục dò tìm các cái vùng hỗ trợ tiếp theo và dò tìm các dùng vùng hỗ trợ tiếp theo. Và xu hướng trong ngắn hạn là cổ phiếu sẽ thiên về kịch bản giảm giá và lình xình đi ngang thôi, cũng chưa có nhiều cái cơ hội. PVD cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Khi mà cái bộ đôi này thường là nó sẽ hay chạy với nhau. PVD bị mất vùng 10 thì sẽ có xu hướng đi về lại vùng sâu hơn ở dưới này, đó vùng 8 đến vùng 8.5, thậm chí là sâu hơn thì có thể là rơi về đến tận vùng 7, nhưng mà trước mắt thì chúng ta cứ dò về cái vùng này đã, để chúng ta xem cái mức độ tích lũy của PVD ở quanh vùng 7 đến vùng 7.5. Chúng ta nói đến bộ ba các cái mã cổ phiếu BSR. BSR đó, thì BSR thì khi bị mất ở đây thì chúng ta có cái vùng hỗ trợ 5.5, và trong tuần thì BSR cũng có những cái phiên kéo. Đó anh chị, phiên kéo xả theo xu hướng chung của thị trường thôi. Và sau những phiên kéo xả này thì sẽ có hình thành một cái nền tích lũy ở đây, và dự báo là cái nền tích lũy của BSR ở đâu đó khoảng vùng 5.5. Tích lũy thành công và có những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện là lực hồi của BSR ở đây. OI thì cũng tương tự như vậy, đó là khi mà cổ phiếu bị mất cái nền hỗ trợ rồi thì cổ phiếu thường sẽ có xu hướng đánh chạm lại về ở đây là khoảng vùng đây, vùng hỗ trợ của cổ phiếu khoảng vùng 6.5. Trên thực tế thì trong tuần OI đã có những cái điểm gần chạm về đến vùng này và có những lực kéo lên. Tuy nhiên những lực kéo lên như thế này nó là không thuyết phục, và cổ phiếu OI sẽ cần thêm thời gian để có những cái điểm tích lũy đi ngang ở đây, và khi có những điểm tích lũy đi ngang thành công thì cái đó chúng ta mới nói đến cái câu chuyện tăng giá tiếp theo của OI. POVK ở trong tuần vừa rồi thì nó tích cực hơn. Tuy nhiên cái sự tích cực đó thì POVK cũng đã bị đẩy về cái vùng ở đây, đó là vùng 8.7. Đây chính là cái vùng hỗ trợ ngắn của POVK và đang có những cái phiên kéo lên. Dòng tiền tiếp tục duy trì ở một cái phong độ rất là thấp, chính vì vậy nên là cổ phiếu này có khả năng sẽ có xu hướng test lại 7 một lần nữa. Test lại 7 cùng với thị trường và sau đó thì sẽ có những cái điểm hồi phục ở đây. Và chúng ta sẽ căn cứ những cái tín hiệu dòng tiền để chúng ta có thể định lượng được cái đường đi của cổ phiếu POVK. Mã cổ phiếu PVB trong trong cái kỳ vọng của ông Lê đó là PVB có thể đánh chạm được đến vùng 18.5 đến vùng 19. Trên thực tế thì PVB trong tuần trước là chỉ đánh chạm được đến vùng 18 thôi, và chính vì vậy nên là cái câu chuyện mà PVB không thể đi được tiếp khi mà đã có một cái tuần suy yếu như vậy. Và đây là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin video số 114 thì đã dự báo PVB có thể đánh trả lại về cái vùng 14. Và trong tuần vừa qua thì có những cái điểm này, có những phiên này là kéo qua sâu hơn vùng 14 và sau đó thì đang lấy lại cân bằng ở điểm vùng 14. Thì trong ngắn hạn thì PVP có thể có những cái vùng tích lũy đi ngang ở đây, đó là khoảng vùng 13.5, 13.5 đến khoảng vùng 14. Và cần thêm thời gian. Bởi vì thị trường chung như vậy thì các cái cơ hội về nhóm ngành dầu khí chúng ta cũng không có nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến nhóm banh thì nhóm banh là một trong những cái nhóm ngành mà chúng ta nhắc lại, đó là khi Covid-19 mà toàn xã hội bị cách ly thì nhóm banh đã tăng như thế nào, thì đến tại thời điểm này Covid cũng đang quay lại và chúng ta sẽ nhìn nhóm banh. Và tối nay thì Hùng Lê sẽ tập trung để nói nhiều đến nhóm banh, bởi vì nhóm banh đến thời điểm hiện tại là đã về đến những vùng hỗ trợ rất là đẹp rồi, rất là đẹp. Và khi thị trường chung phục hồi thì không thể không nói đến nhóm banh, các anh chị lưu ý như vậy. Đối với Vietcombank, khi mà cổ phiếu này đây bản tin kết tuần trước đây thì chúng ta đã dò tìm cái vùng giá mục tiêu của Vietcombank ở khoảng vùng giá 75 đến vùng đây đánh lại cận dưới khoảng vùng 75 đến khoảng vùng 76. Và trong tuần vừa qua thì Vietcombank cũng chỉ đi ngang vất vưởng ở quanh cái vùng 75 đến vùng 76 này mà thôi. Trong ngắn hạn
trong ngắn hạn thì Vietcombank đang có cái tín hiệu tích lũy nền. Đó, đang có những cái tín hiệu tích lũy nền, và bản thân trong phiên ngày hôm nay thì Vietcombank cũng kéo lên nhưng cuối phiên bị mất điểm. Thì những cái điểm tích lũy nền này của Vietcombank ở quanh ngưỡng 75 đến khoảng ngưỡng 76 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở trong tuần tới. Đó, và nhóm banh thì đang có những cái dấu hiệu đẹp dần lên trong những cái điểm tích lũy gần nó đối với Vietcombank. Đối với BID, đối với BID cũng như vậy. Đây đây là một cái nhịp mà khi mà Covid bị cách ly toàn xã hội các anh chị nhá, thì BID cũng đã có một cái nhịp tăng. Vòng cũng có đánh giá rằng Vietcombank và BID sẽ là hai cái mã cổ phiếu mà lead nhóm ngân hàng. Hiện tại đó, khi BID bị mất ở vùng ở đây thì chúng ta có những cái dự báo của BID ở khoảng tích lũy ở khoảng vùng 30 34.5 đến vùng 35.5. Đó, và BID trong tuần thì đang có những cái điểm đánh ngang đánh ngửa ở đây, và cũng gần như là có một cái điểm chỉ có một vài phiên là suýt chạm đến vùng 35.5 35.5, và sau đó thì kéo lên. Thanh khoản tiếp tục cạn, tín hiệu đường MACD và tín hiệu đường đường tín hiệu dòng tiền thì đang cắm đầu. Như vậy là BID sẽ có xu hướng tích lũy nền ở quanh cái vùng này. Đó, và tích lũy nền thành công rồi á thì khi đó thì chúng ta mới tính toán đến cái câu chuyện tăng giá, và đây chính là những cái dự báo sớm. Đây chính là những cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta có thể sẽ mua khi mà thị trường chung quay trở lại ổn định hơn, tốt hơn. Và các anh chị lưu ý, vậy thì chúng ta sẽ nói rất kỹ đến đến nhóm ngành banh. Ta sẽ mở ra đây để chúng ta nói kỹ hơn đến nhóm ngành banh. Công thương cũng như vậy. Đó, công thương thì trong nhịp đánh này là đến vùng 24 đúng không ạ? Là chốt chắc đi. Và chúng ta dò tìm vùng giá mục tiêu đó. Đây các anh chị nhá, đã nói rồi trong bản tin tuần trước rồi. Đó là vùng giá mục tiêu của công thương có thể đi về vùng 20 đến vùng 20.5. Và chúng ta cũng thấy rằng trong tuần thì công thương cũng chỉ đi ngang đi ngửa, đó, đi ngang đi ngửa quanh vùng 20.5, hút lên vùng 21 ở đây. Thì xu hướng của công thương á, thì hiện tại là dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu đi ngang, và sau khi đi ngang á, đó, sau khi đi ngang thì ông bắt đầu mới ngóc đầu đi lên. Tín hiệu MACD thì cũng chưa chưa thực sự là đẹp, và thêm một cái nữa là dòng tiền. Thì một cái câu chuyện dễ hiểu là sau khi cổ phiếu rơi rất sâu và rơi 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 thẳng đứng như này thì cái thanh khoản của nó sẽ bắt đầu cạn dần. Đó, cạn dần để cho công thương có xu hướng tạo nền ở quanh cái nền này. Đó, và sau đó thì thanh khoản bắt đầu lên là chúng ta, thế là chúng ta rút, và khi thị trường chung tốt là như thế là chúng ta đã sẵn sàng đảm trược, và chúng ta luôn chủ động. Đó, chúng ta dò tìm ra được các cái vùng mục tiêu như này để chúng ta chủ động trong gọi là súng đạn, để chúng ta khi nào cần là chúng ta lên đường thôi. HDBank thì trong cái nhịp mà chia cổ tức cổ tiết gì đó, nghe mọi người cứ kháo nhau, nhưng mà đến cái khoảng vùng 27.5 đến vùng 28 là khuyến nghị bán rồi, anh chị nhớ không ạ? Và HDBank thì chúng ta về đến cái vùng giá đây, vùng giá mục tiêu đã dò đây rồi, vùng 22.5 đến vùng 23.5, biên trung bình của nó là khoảng vùng 23. Đó, thì đối với HDBank đó, trong tuần vừa qua thì cũng đã về đúng cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này, và cũng đang có những cái phiên gọi là đánh ngang đánh ngửa ở đây. Thì chính là những cái phiên đánh ngang đánh ngửa này nó rất là tốt các anh chị. Đó, vậy thì về đến vùng hỗ trợ thì các anh chị có thể mở mua HDBank rồi. Đó, về vùng 23 chúng ta mua khoảng 10%, ok đúng không? Khi mua xong thì có thể là như nào, chúng ta chờ cổ phiếu về đến tài khoản mà HDBank tiếp tục đánh lên, ok chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng. Trường hợp mà HDBank bị hoàn toàn có thể điểm mua đấy bị thất bại bởi vì thị trường chung nó đang như vậy, thì chúng ta sẽ chờ mua ở khoảng vùng 20 thêm 10% nữa, và các anh chị cứ tích lũy như vậy và về đến vùng HDBank, về đến vùng 20 với lại về vùng 19.5, đấy là những cái vùng mua rất là đẹp rồi. Đó, thậm chí là nó có thể nó không sẽ không về được đến đến đây đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cứ gặp những cái vùng giá mục tiêu thì chúng ta cứ túc tắc chúng ta nhặt dần, ví dụ vậy. VPBank đối với VPBank, đó, vùng giá mục tiêu của VPBank đã hiện ra trước mắt đúng không ạ? Ở vùng 19.5 đến vùng 20 đây, trong một cái nhịp đánh lên, và chúng ta cũng dò tìm cái vùng giá mục tiêu của VPBank đây. Thì nhịp này cũng như vậy, và một tuần trôi qua VPBank cũng có những cái tín hiệu tạo tích lũy tạo nền. Bây giờ duy nhất chỉ còn là lực cầu. Đó, lực cầu ổn định trở lại, tích lũy nền đây, chúng ta có thể vào vị thế, và từ vị thế này thì chúng ta ok, chúng ta sẽ có những phiên có những cái tín hiệu dòng tiền xác nhận, ví dụ VPBank giao dịch khoảng 5 trên 5 triệu cổ phiếu là như thế, là chúng ta xúc theo lái rất là an toàn.
MBB thì nặng quá, MBB thì hơi nặng mông. Trong một cái nhịp đánh trước đây của MBB thì nó cũng không thực sự là mạnh. Chúng ta đây các anh chị nhớ lại những cái nhịp mà phân tích ở đây, đâu đó mục tiêu về vùng 19 mà đâu đó về được khoảng vùng 18 chấm mấy đây này. Suýt soát được, suýt soát mục tiêu và sau đó thì MBB lại tiếp tục chỉnh giảm dài. Và các nhịp chỉnh giảm dài này thì lại đưa MBB về đây. Đấy, vùng giá hỗ trợ hiện ra trước mắt đó là vùng 15 đến vùng 15.5. Một tuần MBB cũng tích lũy đi ngang ở trên vùng này rất là tốt, thanh khoản cạn đó, và tín hiệu dòng tiền, một số cái tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy là MBB đang đi vào cái nền tích lũy. Vậy thì như nào, anh chị nào mà đang có MBB, đang còn hàng MBB, chúng ta canh ở vùng 15.2 đó, chúng ta có thể đảo hàng đi đó, chúng ta sẽ mua ở đây để chúng ta chờ những cái phiên mà hồi phục T cộng mà chúng ta mua vào bao nhiêu thì chúng ta bán ra bấy nhiêu, các anh chị lưu ý là như vậy đó. MBB Techcombank TCB. Đối với Tech thì dự báo là Tech sẽ đi về khoảng vùng hỗ trợ vùng 16.5, thì khi đó thì chúng ta mới tính toán đến cái câu chuyện là mua bán. Còn hiện tại những cái điểm kéo như này thì Hùng Lê cũng chưa có thực sự là happy, và nếu mà nó không về được thì thôi chúng ta bỏ qua, còn nếu nó về được đến vùng 16, đến vùng 16.5 thì lúc đó chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về Techcombank, AGB, ACB. Trong thời điểm hiện tại là vùng hỗ trợ của ACB ở đây là vùng 20.5 và biên trung bình của nó là vùng 20 đến vùng 21. Trong tuần thì phiên ngày thứ hai đã chạm về đến khoảng vùng 21, xíu xíu dưới 21 một tí, sau đó thì kéo lên. Với những động thái hiện tại của ACB thì có thể sang tuần tới ACB sẽ có đi ngang ở quanh biên 22 để test lại điểm cung cầu đây. Và Hùng Lê biết rằng là đối với cổ phiếu ACB thì rất nhiều các anh chị đang nắm. Bởi vì sao? Bởi vì là trong cái nhịp đánh này thì gần như là có những cái thông tin rất là tốt của MBB, của ACB. Đó là các thông tin về cơ bản, và đây là bị một cái nhịp Covid, đúng không ạ? Có thông tin về Covid thứ sáu cuối tuần bị đạp rất là mạnh. Thì câu chuyện là cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test cung cầu quanh ở ổn định ở quanh vùng 22, sau đó thì sẽ có những cái điểm phục hồi, chúng ta sẽ canh ở vùng này để có thể chúng ta sẽ mua để chúng ta đảo hàng. Những anh chị đang cầm nắm mã cổ phiếu STB cũng là một cái mã mà rất nhiều những anh chị quan tâm. Thì đối với STB, vùng 11.5, vùng 12, nói chung nôm na là vùng 12 là vùng kháng cự rồi đó. Và khi mà cổ phiếu STB rơi về ở đây, đó là rơi về cái nền khoảng nền 10.5 á, nền 10.7 đây, thì đã có khuyến nghị là chém cá tiến thớt này, đảo này, và đảo lên được đến gần 11 chấm mấy ở đây này, 11 chấm mấy ở đây, thì vùng này bắt đầu chúng ta bán ra. Và khi STB quay trở lại nền và bị gãy nền, thì xu hướng khi mà cổ phiếu đã bị gãy nền, tức là gãy nền 10.5, thì xu hướng sẽ có khả năng sẽ về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn ở dưới này. Hiện tại thì tín hiệu dòng tiền cũng đang khá là yếu, nên là các anh chị đang cầm nắm STB thì lưu ý xu hướng khả năng sẽ có thể về đến tận vùng 9. Và về đến vùng này thì khi đó chúng ta mới tính toán đến điểm mua, còn nếu mà chưa về đến vùng này thì thôi, chúng ta cứ tạm thời chúng ta treo lơ lửng như vậy đó. LBP kháng cự 9.5, hỗ trợ ngắn ở biên 7.5 đến vùng 8, và biên có thể cơ cấu ở vùng 7.78. Các cái lực hồi của em này thì chúng ta sẽ đánh ngắn, sẽ đánh ngắn thôi, chứ còn đánh dài thì hiện tại là cũng chưa thể đánh dài được. Có đánh dài được hay không thì chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần, và nó sẽ phải cần thêm thời gian, nó phải cần thêm thời gian để đi ngang đi ngửa ở đây trước khi mà có một cái nhịp đánh dài. Còn dòng tiền bắt cổ phiếu ở trong cái thời điểm hiện tại của LBP cũng tương đối là mạnh ở đây đấy anh chị. VIB, một cái mã cổ phiếu rất là tốt, một cái mã cổ phiếu rất là tốt trong cái thời điểm vừa qua, và chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này đã hoàn thành những cái mốc rất là quan trọng. Và các anh chị chú ý về VIB chia cổ tức, nên là có thể các cái bản tin phân tích ở tuần trước chúng ta nói đến vùng giá 22 thì bây giờ chúng ta phải đưa về 20, bởi vì nó chia cổ tức đó, thì nó đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu vùng 20.
Sau đó thì có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật và cái vùng dò tìm vùng giá hỗ trợ của VIB, đó là vùng 17 đến vùng 17.5. Thì ngắn hạn sẽ như thế nào? Đó là VIB sẽ có thêm những cái phiên giao dịch ở quanh cái điểm tích lũy này, và khi toàn ngành banh nó quay trở lại thì VIB nó cũng sẽ quay trở lại, và xu hướng thì VIB sẽ đánh lại về vùng 20, tức là về lại vùng đỉnh cũ này. Và cái câu chuyện là có vượt thoát được vùng 20 hay không thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái phiên giao dịch bản lề ở đây để chúng ta có thêm những cái định lượng về VIB. Còn xu hướng ở trong thời điểm hiện tại, nếu chúng ta nhìn ở trên tổng cục thì xu hướng VIB sẽ có xu hướng đánh tiếp, sẽ có xu hướng đánh tiếp khi mà thị trường chung ổn định trở lại. Chúng ta phân tích tiếp các cái nhóm chứng phân tích các nhóm chứng khoán, và sau đó chúng ta sẽ nhấn mạnh lại cái nhóm banh. SSI thì nhóm chứng khoán cũng sẽ là một cái nhóm ngành mà dự báo sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020, và một cái điều chứng minh cho thấy rằng là kết quả kinh doanh quý 2 của các công ty chứng khoán đều tăng đột biến. Thì cái câu chuyện là kết quả kinh doanh tăng đột biến thì các anh chị của chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây trên đồ thị của VN Index. Có những cái thời điểm ngày xưa đây, có những cái thời điểm mà cái thanh khoản của thị trường nó chỉ đạt được khoảng tầm độ 110 đến 120 triệu cổ phiếu, cao thì được 150 triệu cổ phiếu đó, thì rất là hạnh phúc rồi. Còn trong những cái thời điểm hiện tại, có những thời điểm là 240 thậm chí 400.000 cổ phiếu giao dịch trên một phiên đó, 400.000 cổ phiếu thậm chí còn vượt đó. Còn bây giờ những cái phiên giao dịch mà gọi là trung bình 21 phiên thì nó đã đạt trên 200 triệu cổ phiếu đó. Thì như vậy là phí nó sẽ rất là ổn định, và thậm chí là có những cái sự tăng trưởng vượt bậc về nhóm ngành chứng khoán. Tuy nhiên tốt rồi thì chúng ta phải đặt trong bối cảnh chung thị trường đó. Hùng vẫn luôn nói như vậy, tốt rồi, ok, chúng ta phải đặt trong bối cảnh chung của thị trường. Thì đối với SSI vùng hỗ trợ đấy, vùng hỗ trợ của nó đây rồi, và chúng ta chuẩn bị súng đạn để chúng ta xúc thôi nhá. Vùng hỗ trợ đây rồi, nào SSI đâu, đây rồi, vùng hỗ trợ của SSI đây rồi, xúc thôi, đến vùng này khả năng là cũng ổn rồi đấy. Thị trường chung ổn định nữa là được 13. Vùng 13 đến vùng 13.3 trong ngắn hạn ở đây chúng ta tạm thời view SSI ở vùng này, và dự kiến khi SSI bị down về vùng này thì sẽ có những điểm ổn định tích lũy nền ở vùng 13 đến vùng 13.3. Từ điểm này thì dòng tiền có thể bắt lại ở những phiên 5 đến 10 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì SSI tiếp tục hồi, và chúng ta chuẩn bị tiền nhá, chuẩn bị sẵn đặt sẵn lệnh chờ ở đây nhá, để chúng ta hốt này. Đó. HCM cũng hoàn toàn tương tự như vậy, vùng hỗ trợ của HCM đây rồi. Chúng ta đã nói trong những cái bản tin phân tích trước đây, vùng 15, vùng 16, và cái vùng mà HCM có thể chúng ta có thể mua các cái điểm mua, gọi là điểm mua thăm dò vị thế đó, mua lại các cái điểm thăm dò vị thế ở vùng 15.5 đó. Từ những cái điểm thăm dò vị thế này và dòng tiền tiếp tục quay trở lại ổn định hơn đó, khi mình chúng ta nhìn thấy những cái tín hiệu dòng tiền như thế này các anh chị, nó ngóc đầu đi lên đây này, rồi tín hiệu đường MACD chẳng hạn đó, những cái phân tích này là những cái phân tích kỹ thuật, nó rất là đơn giản thôi đó. Thì chúng ta chờ những cái tín hiệu như vậy, đúng không, kết hợp thêm với lại tín hiệu giá và cái cách nhìn nhận cổ phiếu và đánh giá chung cái trend của toàn thị trường, thì lúc đó thì chúng ta sẽ cân hàng đó. Và HCM thì chúng ta lưu ý ở vùng 15.5. SHS hoàn thành rồi, mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Vùng kháng cự của SHS trong các cái nhịp phân tích trước đây đó là vùng 12 đến vùng 12.5 đến vùng 13. Đó là vùng kháng cự, và 3 lần các anh chị nhé. Các anh chị nhớ lại đây, ông phải xóa hết những cái này đi, bởi vì là cái ông này ông vừa chia cổ tức, nên là chính vì vậy nên là các cái đường vẽ nó bị lệch hết so với khỏi quỹ đạo rồi, nên là chúng ta xóa đi. Và trong ngắn hạn thì SSS đang chạm lại về vùng ở đây, đó là cái vùng biên khoảng 9.2 à 8.5 đến 9.2, và biên trung bình khoảng 8.87, và SSS sẽ có những cái xu hướng tích lũy nền ở đây. Chờ cho đến khi nó có những cái tín hiệu kỹ thuật ổn áp ở đây thì nó sẽ thôi, nó sẽ đi tăng hơn đó. Rồi, mã cổ phiếu nào nữa các anh chị nhỉ, chúng ta có mã cổ phiếu MBS nữa, MBS mấy cái mã cổ phiếu về chứng khoán. MBS
nhịp đánh này thì thành công quá, nhưng mà nhịp bên này thì bị thất thủ. MBS là một mã mà cái thanh khoản của nó cũng thấp, mà thanh khoản thấp, chính vì vậy nên là chúng ta cũng chỉ đánh ở một góc độ nhẹ nhàng. Đối với MBS hiện tại là đã đi về cái vùng ở đây là vùng 8 đến vùng 8.5 thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Bản thân thì khi mà MBS bị mất ở cái vùng hỗ trợ trên này thì chúng ta cũng đã có những dự báo về việc là MBS sẽ rơi lại về vùng 8 đến vùng 8.5, và trong tuần vừa qua thì MBS cũng đã rơi về vùng 8 vùng 8 đến vùng 8.3, và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật. Thì xu hướng chung của nhóm chứng khoán và nhóm ngành banh là đang tích lũy nền ở những cái vùng hỗ trợ. CTS cũng là một mã cổ phiếu thanh khoản nó thấp. Tuy nhiên các yếu tố tạo lập ở trong cái lịch sử của CTS thì CTS cũng đánh tương đối là mạnh. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng quan tâm lại CTS ở trong cái thời điểm hiện tại, và mấy cái mô nhấp nhô này thì là xong rồi. Đó, xong đó thì là ông bị gãy mất cái nền 7 ở đây thì xu hướng sẽ chạm lại về vùng 5.5 đến vùng 6. Trong tuần vừa qua thì CTS cũng đã chạm về ở đấy và cái biên trung bình ở khoảng 5.76. Đó, 5.76. Thì cái vùng 5.76 này cũng là cái vùng giá mà chúng ta có thể gom dần, mua dần vị thế để chúng ta thăm dò vị thế, và khi đúng xu hướng rồi thì chúng ta sẽ có thể mở mua các cái điểm mua tăng, tăng tỷ trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích tiếp cái nhóm ngành nhóm ngành thép xong thì sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu cơ bản, anh chị nhé. HPG, một số anh chị có hỏi là bây giờ có mua HPG không, thì chúng ta nên view một cái tổng cục như thế này để chúng ta nói đến HPG. Thứ nhất là HPG đã có một nhịp tăng từ vùng 14 lên đến tận vùng 24, như vậy là tăng khoảng 10, cứ cho mắc đến vùng chưa đạt được 24 nhưng tôi cho là tăng được khoảng 10.000, và như vậy thì đấy là một cái mức tăng tương đối là mạnh. Và hiện tại thì những cái nhịp đánh của Hòa Phát ở đây nó đang gặp cái kháng cự ở đây là kháng cự 23.5 sau chia, còn trước chia của nó là ở vùng 27-28 ở đây. Thì đấy là lý do vì sao mà các anh chị thấy là tuần trước nó phân tích ở vùng giá 28 mà bây giờ lại tụt xuống vùng 22, là vì như vậy, là vì cổ phiếu chia, nên là một số các anh chị không nắm được thì có hỏi Hùng như vậy. Và khi chạm đến cái vùng 28 này thì chúng ta thấy rằng là một lần, hai lần, ba lần các ông cũng không qua được. Đó, thì chưa qua được thì cái câu chuyện là sau vùng 23.5, bây giờ sẽ nói đến 23.5, bỏ cái vùng 28 đi. Đến vùng 23.5 này chưa qua được thì cổ phiếu thường nó sẽ có xu hướng tích lũy lại. Đó, sẽ có xu hướng tích lũy lại, và cái nền tích lũy của ông nên dự báo khoảng vùng 20.5. Và biên ở đây là khoảng biên 20 đến biên 21, thì trong tuần là có những cái điểm là chạm biên trên và sau đó thì kéo lên. Tuy nhiên những cái điểm kéo như này thì nó cũng chưa thực sự là tích cực các anh chị ạ. Và cái câu chuyện là chúng ta phải nhìn tổng cục là Hòa Phát đã có một cái nhịp tăng mạnh rồi, thì rất có thể là những cái tài khoản mà khi mà người ta ở đây người ta cũng sẵn sàng người ta bán, thì người ta bán vẫn có lãi bởi vì người ta mua được ở những cái vùng ở dưới này. Đó, thì về đến đây người ta bán có lãi, chính vì vậy nên là chúng ta cứ bình tĩnh. Còn trong cái nhịp mà khuyến nghị bắt ở đâu đó cái vùng 26 sau chia, trước chia, thì bây giờ chia ra khoảng bao nhiêu nhỉ? Ở đây này, ở đâu đây này, để về lại vùng đỉnh cũ. Đó thì chúng ta gọi là đánh T cộng, tức là mang cái tính chất vừa bèo vừa tép. Và khi mà cổ phiếu này có những cái dấu hiệu vượt đó, thì chúng ta dự kiến là chúng ta mua để chúng ta đánh tiếp một nhịp nữa, nhưng mà cái nhịp đó là bị thất bại đây. Đó, nhịp đó bị thất bại đây. Thì trong ngắn hạn Hòa Phát sẽ có những cái điểm lình trình tích lũy cung ở quanh vùng 21 đến vùng 20.5 đến khoảng vùng 21, và chúng ta sẽ quan sát tiếp ở vùng này. Khi mà thị trường chung nó có những cái dấu hiệu phục hồi thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể bắt lại ở vùng này để chúng ta đánh T cộng. Anh chị lưu ý là như vậy, chúng ta đánh T cộng ở trong thời điểm hiện tại, còn đánh dài thì nó hơi khó. Hoa Sen HSG. HSG khi mà bị mất cái vùng ở đây đó là cái vùng 11.5 thì hệ lụy là cổ phiếu sẽ rơi thôi. Và cái vùng rơi thì chúng ta đang dự báo là cổ phiếu này sẽ rơi về khoảng vùng giá 9 đến vùng 9.5, và trong tuần thì cổ phiếu này cũng đang có xu hướng đi về biên này. Và trong cái biên về đến cái biên này thì thường trong cái đi nhịp đi của cổ phiếu thì thường khi chạm cái vùng hỗ trợ thì nó sẽ bật lên.
Đó, nó sẽ bật bật ngắn lên, bật ngắn lên thì chúng ta sẽ đo được cái nhịp bật ngắn này của nó là sẽ đến đâu. Và thường là sau nhịp bật ngắn đó thì nó sẽ test lại nền. Và khi mà cổ phiếu mà đi vào downtrend á, đó thì nó sẽ gãy nền và nó sẽ đi, nó sẽ phá nền và nó sẽ đi xuống những điểm sâu hơn. Thì Hoa Sen đến thời điểm hiện tại là chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng và hạn chế bắt đáy ở trong thời điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì Hoa Sen đi từ vùng 4 và thậm chí là chúng ta cứ tính ở vùng 5 đi cho nó nhẹ nhàng, mà đi lên vùng 12, tức là hơn 100%, đúng không ạ? Hơn 100% rồi thì cái câu chuyện mà lên đến đây gọi là nó người ta bán hoặc người ta chốt lãi thì đấy là cái câu chuyện mà rất là bình thường thôi, nên chúng ta cũng rất là hạn chế ở trong thời điểm hiện tại. Cổ phiếu ngành thép nữa là Nam Kim NKG. Đó. Thì trong những cái phân tích trên một sóng lên ở đây và Hùng có nói đến câu chuyện là 8.5 là vùng kháng cự của NKG. Đó, và từ vùng kháng cự này mà không bật được thì đây, một cái vùng chỉnh giảm rất là dài. Và bây giờ là về lại đúng cái nền hỗ trợ của Nam Kim ở đây, đó là vùng 5 chấm mấy đấy ạ, 5.5 đến vùng 6. Về đến 5.5 đến vùng 6 và với lực cầu như thế này thì cũng phải cần thêm thời gian đó để kiểm tra lại xem là ông test lại cung này có gãy không. Nếu mà gãy cung thì lại về dưới thấp này thôi, còn nếu không gãy cung mà cung cái cầu nó ổn định ở đây thì có thể nó sẽ hình thành nên một cái nhịp tăng lại ở đây. Và cái nhịp hình thành tăng lại hay không thì chúng ta phải căn cứ các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta nói đến nó. Thép Tiến Liên TLH thì như thế này cũng không ăn thua rồi, và TLH như vậy là lại xu hướng lại về lại vùng 2.5. Nhìn thế này thôi các anh chị ạ, nhìn thấy như thế này thôi, nhưng TLH anh chị có biết cái nhịp này nó chạy từ đây đến đây đó, ví dụ như nó chạy từ vùng 2.5 lên vùng 4, về vùng 4, tức là nó tăng được khoảng 1.500 mà chia cho 2.5 là cũng chạy 60%. Vietcombank khi nào mới chạy được 60% các anh chị, đúng không? Và những cái cổ phiếu pen thế này thôi, nhưng mà chúng ta cứ theo dõi nó, đó, theo dõi nó rồi sẽ có những cái điểm rất là đẹp, và 30-40% đối với những em pen này nó rất là dễ luôn. Và xu hướng thì sẽ chạm lại về vùng 2.5 và về đến đây thì chúng ta sẽ gọi là phục kích, chờ bắt. Đừng có chê những cái mã cổ phiếu pen các anh chị, rất là đẹp đấy. Ok, như vậy là chúng ta vừa view qua một số các cái mã cổ phiếu ngành thép và chúng ta cùng phân tích lại một số các cái mã cổ phiếu cơ bản như là cổ phiếu PTB. PTB thì bị thất bại ở vùng đây, đó là bị chia nhá, sau chia này. PTB là vùng sau chia nó ở khoảng vùng 47.5 đến vùng 48 gì đó. 47.5. Đây đúng rồi, chính xác là vùng 47.5 là chúng ta đã có đánh giá rằng PTB sẽ có một cái nhịp hồi lên khoảng vùng 55 sau chia. Tuy nhiên là hồi từ vùng chỉ có tăng được đến đây, được đến cái cây nến này là cây nến ở khoảng vùng 52.8 và vùng 53. Cứ cho khoảng 53, tức là tăng được khoảng 48 lên 53, tăng được khoảng tầm 5.000 trên một cổ phiếu và sau đó thì cổ phiếu chỉnh giảm lại. Và với việc như vậy, với việc là mất cái trend, tóm lại là mất trend ở đây thì với những cái điểm này thì thực sự nó cũng sẽ chưa là tích cực. Và thường là khi mà bị mất trend như vậy thì sẽ cổ phiếu sẽ có xu hướng về tích lũy nền ở những cái điểm sâu hơn. Và những cái điểm tích lũy nền của PTB thì có thể tính toán lại ở khoảng vùng giá 40 đến khoảng vùng giá 42 và chúng ta sẽ chờ những cái điểm ở đây. Đó, PTB. Một mã cổ phiếu nữa là VE, máy nông nghiệp. Máy nông nghiệp trong phân tích định lượng thì chúng ta dò tìm ở vùng hỗ trợ 41.5. Về mặt kết tuần thì nó về đúng 41.5, nhưng trên mặt lý thuyết thì như vậy là những cái biên độ dao động nó rất là mạnh như này thì cái vùng 40.5 vùng 41.5 cũng chưa phải là cái vùng hỗ trợ tốt của cổ phiếu, mà vùng hỗ trợ tốt của cổ phiếu sẽ ở khoảng vùng 38.5 đến khoảng vùng 40. Vùng hỗ trợ tốt của cổ phiếu sẽ ở khoảng vùng 38.5 vùng 40. Và chúng ta đưa cái này lại về đây và biên trung bình ở khoảng vùng 39.2. Đó, biên 39.2 và chúng ta sẽ chờ với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại như này thì cổ phiếu sẽ test cung cầu ở đây. Đó, cung cầu vào ổn định, tức là ổn định ở khoảng 300-500 nghìn
300 đến 500 nghìn cổ phiếu trên một phiên thì VA sẽ tiếp tục đánh nhịp hai ở đây, và VA sẽ có câu chuyện là có vượt thoát được đỉnh hay không thì chúng ta cần phải chờ. Tuy nhiên ở trong một cái biên ngắn từ vùng giá 40 mà lên đến ở đây khoảng vùng giá 46, như vậy là 6 trên 40 là như vậy cũng đã đạt được 15%, và như vậy là theo cái mục tiêu của chúng ta đầu tiên là 8% và mục tiêu thứ hai là 15%, và sau 15% thì chúng ta tự xử. Các mã cổ phiếu về BFC, phân bón Bình Điền vẫn tiếp tục đi ngang ở quanh biên tích lũy vùng 11. PAC vùng hỗ trợ ở đây vùng 20 đến vùng 21 vẫn tiếp tục tích lũy đi ngang, chưa có nhiều dấu hiệu đột biến. Cổ phiếu TDM là một cái mã cổ phiếu mà liên quan đến nhóm ngành nước. Ở đây là một cái nhóm ngành tiêu dùng và nó cũng là một mã cổ phiếu cơ bản tốt. Chúng ta đã có những đánh giá của TDM từ vùng 18 lên tận vùng 22, từ vùng 22 lên tận vùng 26. Và trong cái nhịp gần đây thì cổ phiếu này cũng gần đạt đến 26 và có những nhịp chỉnh giảm lại vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 22.5 đến khoảng vùng 23. Trong tuần thì cổ phiếu rơi về đúng vùng hỗ trợ và sau đó thì lại kéo lên lại trong tuần. Lực cầu tương đối là ổn định và với xu hướng hiện tại thì hoàn toàn là cổ phiếu này có thể hoàn thành cái mục tiêu ở đây, đó là trong tuần tới có thể đánh chạm vùng 26. Có vượt được 26 không nhỉ? Khả năng vượt được trong nhịp này thì cổ phiếu này có xu hướng vượt được vùng 26 và có thể đi về vùng 28, thậm chí là vùng 30. Thì những anh chị mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta canh để chúng ta hiện thực hóa ở những cái vùng đầu tiên về đến vùng 26 thì chúng ta có thể chốt bớt, bởi vì về đến vùng này thì khả năng sẽ dội lại và sau đó chúng ta sẽ cân lại để cái phần chúng ta đã chốt. Còn trend xu hướng của TDM đang khá là ổn. Đây là một cái mã ngành mà nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến gọi là hoạt động của Covid, đúng không ạ? Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của ngành điện các anh chị nhé. Điện thì sẽ có TV2 như vậy là đang rơi rất là mạnh này, và các anh chị thấy là vùng 85 là target rồi. Target cao nhất rồi thì TV2 chúng ta cứ hãng chờ cho ông rơi đi, và rơi thì sẽ là cơ hội thôi. Sau những cái điểm rơi dài thì sẽ là cơ hội đến với mình, và chúng ta nốt lại TV2. Tại sao đợt này chú Hùng lại bắt đầu nhắm tới TV2? Bởi vì đang thấy nó giảm kinh quá và giảm càng mạnh như thế thì càng tốt. Chúng ta sẽ chờ TV2 đâu đó ở khoảng vùng 45 đến 50. Về đến cái vùng này thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta ngắm nghía nó để chúng ta để xem, để chúng ta bắt. Bởi vì TV2 ở bên này là chúng ta cũng đã có một cái nhịp phân tích của TV2 rất là hay ở bên này. Đó, thì cứ cổ phiếu nào mà chúng ta quen thuộc á thì chúng ta sẽ nắm được những cái đường đi nước bước của nó rất là tốt. GEX. GEX sau khuyến nghị chốt thì GEX đã giảm dài và đây đang chạm về vùng này rất đẹp rồi, 18. Và dự kiến thì GEX sẽ có những cái điểm đi ngang đánh ngửa ở quanh vùng 18 này trước khi mà lực cầu quay trở lại đối với GEX. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính toán một cái tọa độ là chúng ta ngắm nghía dần GEX các anh chị nhé. Thanh khoản đang cạn rồi, dòng tiền cắm rồi, tín hiệu MA cũng cắm rồi, vậy chúng ta chờ những cái tín hiệu kỹ thuật đảo chiều và chúng ta quan sát kỹ ở quanh vùng 18. Và vùng 18 sẽ là cái vùng hỗ trợ để giúp cho chúng ta có thể định lượng được những cái đường đi tiếp theo của cổ phiếu này. GEG thì chúng ta bị thất thủ và cơ bản là bị SL, đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta sẽ không thể chịu được khi mà cổ phiếu bị gãy vùng ở đây, vùng 19 là thôi chúng ta cắt lên đường NT2. Bởi vì trong những cái phân tích kỹ thuật đó, thì cái xác suất nó sẽ đạt được khoảng tầm 70 đến 80%. Đó, có những mã cổ phiếu chúng ta 10 mã thì chúng ta chỉ đúng được khoảng tầm 5 mã, rồi 2 mã lình xình, rồi 2 mã không tăng không giảm, hoặc là 3 mã thất bại. Đấy là câu chuyện rất là bình thường trong cái câu chuyện về phân tích kỹ thuật. Đối với NT2 trong nhịp đánh này chúng ta kỳ vọng lên được đến vùng 23, tuy nhiên là chưa gần gần thôi, gần gần đến được 23 rồi. Thì gặp
một cái tuần suy yếu, và chính vậy nên NT2 đã có những cái nhịp chỉnh giảm lại. Tuy nhiên không sao, với quan điểm của Lê đấy là NT2 đang đi vào một cái trend gọi là trend up rồi. Trend up rồi thì chúng ta sẽ, khi mà cổ phiếu giảm, chúng ta sẽ dò tìm lại các cái vùng hỗ trợ để chúng ta có thể quan sát lại, và chúng ta lại canh để chúng ta bắt đầu lại chiến đấu lại, mua lại đó, mua thêm. Mua thêm để làm gì? Để chúng ta đảo thôi. Ví dụ như là chúng ta có 100.000 cổ phiếu, ví dụ như vậy, chúng ta mua 50.000 ở đây, vùng hỗ trợ của NT2 hiện tại là vùng 20. Chúng ta mua thêm và có thể T1 chúng ta bán, đó, về đến 20.5 chúng ta bán, về đến 21 chúng ta bán, đó, ví dụ như vậy, chúng ta bán đi 50.000, như vậy là chúng ta vẫn có 100.000 nhưng mà chúng ta đã đảo được 50.000 ở vùng giá 20 lên 20.5, như vậy chúng ta sẽ bớt lỗ và chúng ta giảm được cái giá vốn, và chúng ta sẽ làm như vậy. Đấy là phương pháp chém cá ở trên thớt. Quan điểm NT2 sẽ tiếp tục quay lại vùng 22, vượt thoát được vùng 22 thì lúc đó chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện tiếp theo. Bởi vì khi mà cổ phiếu đã hình thành nên một cái như thế này thì chúng ta cần phải vượt được vùng 22 đã, thì chúng ta mới nói tiếp được những cái câu chuyện tiếp. NT2 xây lắp một PC1 nữa các anh chị nhé. PC1 xây lắp điện 1. Thì xây lắp điện 1 bây giờ đây, trong một nhịp đánh lên ở đây là kỳ vọng lên đến vùng 21-22, nhưng lên đến gần 20 thì cũng gặp một tuần khó nên là cổ phiếu này cũng chỉnh giảm lại. Thì đối với PC1 này, bây giờ là chúng ta có cái vùng ở đây là khoảng vùng 16.5. Vùng 16.5 này lực cầu và mọi thứ thì đang có xu hướng là có thể tạo nền ở đây. Đó, thì vùng 16.5 thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đặt để chúng ta mua vị thế ở khoảng 20-30%. Khi cổ phiếu về đến tài khoản thì có hai phương án, một là sai xu thế thì chúng ta ok, nếu mà sai nặng thì chúng ta sẽ canh để chúng ta cắt cái 30% chúng ta đã mua sai, còn nếu đúng vị thế chúng ta hoàn toàn có thể gia tăng thị trọng. Còn đối với PC1 hiện tại thì những cái yếu tố về cơ bản của cổ phiếu là tương đối là tốt. Chính vì vậy nên là PC1 cũng đã có một cái nhịp đánh tương đối là ổn ở đây. Và cũng đang nhìn thấy là PC1 cũng đang là một cái mã cổ phiếu đánh gọi là trend up. Đó, chính vì đánh trend up nên là chúng ta mới quan tâm lại ở những cái thời điểm đây, những cái điểm giải ngân ở bên này để chúng ta mua, để chúng ta đánh tiếp PC1. Rồi, như vậy là xong các cái mã ngành cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến dệt may thì chỉ nói đến TCM thôi. TCM cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta phân tích và duy nhất của ngành dệt may cùng với mã cổ phiếu GIL. Tí nữa chúng ta sẽ nói, bởi vì GIL thì nó vừa dệt may nhưng nó lại có thêm dính dáng đến một tí khu công nghiệp. Thì trong cái kịch bản mà chúng ta phân tích ở đây đó là TCM có thể đánh chạm từ vùng 18 và mục tiêu là chạm ở đây. Có chia cổ tức không các anh chị nhỉ? Hình như có chia cổ tức nên là giá nó bị down đấy. 20.5. Vùng mục tiêu là 20.5, còn trước chia cổ tức là 22, nếu cũng nhớ không nhầm là như vậy, có chia cổ tức. Và khi chạm đến cái vùng kháng cự này thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm test chỉnh trở lại và những cái điểm test cung ở đây các anh chị, rất đẹp, vùng 18 đến vùng 18.5 luôn. Đó, 18.5, và cổ phiếu lại có một lực cầu tương đối là ổn định, và với xu hướng hiện tại thì cổ phiếu TCM sẽ có hoàn thành cái mục tiêu 20.5. Và có hay không cái câu chuyện vượt thoát vùng 20.5 thì chúng ta sẽ quan sát tiếp cái tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần tới. Và nếu mà vượt thoát được á, là TCM sẽ đi đấy. Và trong nhịp này thì TCM cũng sẽ đi, bởi vì TCM đã đi sang một cái sóng gọi là sóng up. Mà sang một sóng up thì thường thường là chạm kháng cự thì nó sẽ đổ về hỗ trợ thì nó tích lũy trở lại và nó lại về lại cái kháng cự đó và sẽ vượt cái kháng cự đó và đi tiếp. Nó giống như con TDM, thì chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta theo dõi. Ngành vận tải ấy, có hai ba mã VSC. VSC đó, tại vì sao mà chúng ta nói đến câu chuyện VSC thì VSC cũng như vậy các anh chị nhé. VSC cũng là đang ở trend up. Chính vì đang ở trend up nên là khi mà nó chạm kháng cự đây này, đó, chạm kháng cự ở đây vùng 30 thì nó đập lại, và những cái điểm đập lại đây chính là những điểm mà chúng ta dò tìm ở đây khoảng vùng 28. Đó. Và khi đập lại vùng 28 này thì cổ phiếu ổn định trở lại này. Các anh chị nhìn thấy những phiên ổn định này. Và thường xu thế là cổ phiếu sẽ kéo này. Đây là một phiên mà cổ phiếu thể hiện cái sức mạnh này, đánh vượt bung vùng 30 này, tức là vượt vùng kháng cự này để tiếp tục đi này.
Đó, thì khi mà cổ phiếu mà đi vào một cái chain up thì thường nó sẽ là như vậy. Và VST cũng là một cái mã cổ phiếu đi vào chain up các anh chị nhé. Và cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta phân tích rất là dài trong cái thời gian vừa qua. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì VSC sẽ đi tiếp và đi về đâu? Chắc khoảng về vùng 34. Về khoảng vùng 34. CCL cũng là một cái mã của ngành vận tải cảng. Đó, và trong cái nhịp mà chúng ta phân tích cánh quạt là về đến vùng 9, nhưng mà về được đến từ vùng 7 về vùng 9, nhưng mà về được đến đây này là không biết tăng được bao nhiêu phần trăm, thì các anh chị sẽ lại về được vùng 8.4 là cao nhất, và sau đó thì đổ, tức là cách vùng 9 khoảng tầm 0.5 nữa thì đổ. Thì đổ lại như này thì lại về lại vùng 6.5, 6.5 này thì có hình thành được cánh quạt tiếp ở đây không thì chúng ta sẽ chờ. Đó, nhưng mà con này thì con đầu cơ thôi, chỉ dành cho các anh chị đầu cơ thôi. Thì về đến vùng này chúng ta có thể bắt thăm dò quay trở lại đối với mã cổ phiếu CLCL. HAH cũng là một cái ông về vận tải đó, và cũng đang nhìn nhận ông này ở một cái kênh xu thế, đó là sóng up, và nhìn nhận một cái góc độ đó là cái tính tạo lập của cổ phiếu này rất là tốt. Chính vì vậy là trong cái nhịp phân tích là chúng ta nói đến vùng 10.5, tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì cái vùng 10.5 này bị gãy. Thì thường có thể là cái cách tạo lập thì thường họ cũng có thể họ sẽ đánh gãy qua cái vùng hỗ trợ một tí đó, và cuối phiên thì đang lấy lại vùng 10 đó, và đúng ra là cái vùng hỗ trợ sâu của ADH ở đây này, ADH ở đây này. Thì không sao cả, nếu những anh chị nào đã có 10.5, ok, chúng ta sẽ canh lại vùng 10 để chúng ta. À, đây là vùng 10, 9.5. Cũng không hẳn là đến 9.5 đâu các anh chị, khoảng vùng 9 chấm mấy ở đây thế này. 9.9.7. Đó, khoảng vùng 9.7 đến vùng 10, và đây là cái vùng hỗ trợ thì trong cái xu hướng ngắn hạn vẫn đang kỳ vọng là con này sẽ đánh. Mã này sẽ đánh và kỳ vọng sẽ bắt đầu đánh, và đây đây đang là những cái điểm đánh nháp này, có thể là những cái điểm đánh rũ của em này thôi, và con này cũng đang kỳ vọng là một cái sóng up. Đó, ngành vận tải chúng ta sẽ nói đến những mã cổ phiếu như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến ngành đang còn mấy ngành nữa cơ các anh chị, mà bây giờ đã là 1:22 rồi. Nói thủy sản trước nhé, MPC, tại vì nó có mấy mã thôi. Thủy sản Minh Phú, với việc là Covid quay lại tập 2 đó, thì ngành thủy sản sẽ gặp những cái khó khăn, đó là những cái đơn hàng xuất khẩu thì gần như là khó còn cơ hội nữa rồi, khó còn cơ hội nữa rồi. Thì như vậy là Minh Phú sẽ bị giảm anh chị nhé, bây giờ là sẽ bị down thôi, bên này sẽ bị down thôi, và sẽ down về đến cái vùng hỗ trợ thôi. Vùng hỗ trợ đây tức là có thể là vùng 20, vùng hỗ trợ đây có thể sẽ là vùng 20, ngắn hạn sẽ là 20. Trong phiên ngày hôm nay thì cũng kéo gớm phết đấy, gần chạm đến vùng này xong nó kéo lên. Thì về cơ bản là cũng không có những cái nét đặc biệt đối với thủy sản ACL. ACL thì trong cái thời điểm vừa rồi là đánh hơi mang cái tính đầu cơ hơi cao đấy, khi mà lên đến những cái vùng này thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta chốt này. Chỗ xong thì chúng ta dò tìm lại vùng giá mục tiêu ở đây, nhưng mà vùng giá mục tiêu này khả năng cũng không ăn thua. Với việc mà Covid quay trở lại rồi á, thì ông có khi ông chỉ hồi lên được khoảng vùng 28 thôi, và sau đó thì ông sẽ test lại cung cầu ở khoảng vùng giá 24, sau đó thì tính toán tiếp. ACL, Vĩnh Hoàn, VHC. VHC thì đến cái vùng 39-40 này thì khuyến nghị chốt này. Và bây giờ thì như thế nào? Bây giờ thì đang chỉnh giảm, và với những cái nhịp chỉnh giảm như thế này thì sang tuần mới á, thì VHC có xu hướng là sẽ lại đâu đó khoảng vùng 31.5. 31.5. Sẽ kiểm tra lại cung cầu quanh vùng 31.5 này. Và sau đó thì sẽ tính toán tiếp này. CMX. CMX thì rơi về vùng hỗ trợ rồi, vùng hỗ trợ của CMX vùng 14 đến vùng 14.5. Trong một cái nhịp đánh ở bên này thì CMX cũng về đến vùng này và có xu hướng đánh lên, thì đến đây rồi thì cũng như vậy thôi, chúng ta có thể bắt lại CMX để chúng ta có thể đánh một cái nhịp hồi phục T cộng ở đây.
Còn để xem nào CMX có đánh dài được không, CMX đoạn này thì cũng chưa thể đánh dài được, nên là tốt nhất là chúng ta cứ chạm hỗ trợ thì chúng ta mua, chạm kháng cự chúng ta bán. FMC đang rơi lại về vùng 24 đến vùng 25. Đây là vùng hỗ trợ của cổ phiếu này, và cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng anh chị nhé. Nó sẽ đi ngang thì ok, nó sẽ tiếp tục đi ngang, và sau cái quá trình đi ngang này thì cổ phiếu sẽ có phát đi xu hướng đó. Nếu như mà nó bờ break đường nền trên thì tăng giá, còn nếu nó bị đao xuống khỏi cái nền dưới với vol bán mạnh khoảng 300.000 đến 400.000 cổ phiếu thì như vậy là cổ phiếu sẽ bị giảm giá tiếp theo. Chúng ta sẽ nói tiếp nhanh đến nhóm ngành khu công nghiệp, bởi vì nhóm ngành khu công nghiệp là một trong những cái nhóm ngành mà dự báo là sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020, cùng với đó là nó sẽ đón nhận những cái làn sóng di cư của vốn đầu tư FDI vào Việt Nam. SZL đây là một cái mã cổ phiếu tích lũy khá là dài, và cái vùng giá mục tiêu của 45 thì đã hoàn thành. Sau đó thì cổ phiếu có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. Thì những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật này thì lại đưa cổ phiếu rơi lại về cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này, đó là khoảng vùng 42 thì vùng 40. Thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu cũng đang có những cái điểm ở quanh vùng giao dịch ở quanh vùng 40, khá là đẹp, khá là ổn định ở đây. Đó thì xu hướng là từ vùng 40 lại phải đánh chạm lại về vùng 45 và chờ cái xu hướng thị trường chung tốt. Lịch sử tạo lập thì cổ phiếu này đánh rất là ok, và trong thời điểm hiện tại thì Hùng cũng đánh giá rằng cổ phiếu này cũng đang ở chen up. Đó, chen up và cái vùng hỗ trợ của vùng 40. Hẳn các chị còn nhớ cái mã cổ phiếu IDV không ạ? Lâu đến giờ thì cũng không có phân tích cái mã cổ phiếu IDV. Bởi vì cái thanh khoản của nó hơi thấp, và chính vì thanh khoản nó thấp mà nên nên là không phân tích. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn một cái chiều dài cổ phiếu này đi, nó tăng từ vùng 5 nó và lên đến tận đến vùng 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 30 đúng không? Và bây giờ thì cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng đó. Nhìn ở trên biểu đồ ngày thì chúng ta thấy rất là khó chịu, nhưng mà nhìn ở trên biểu đồ phân tích đến tuần thì chúng ta thấy là đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi. Đó, cái cổ phiếu này thì cổ tức nó cũng kinh khủng lắm, anh chị xem lại đi, ở bên 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 Bắc Ninh hình như là như vậy. À không 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 phải, xin lỗi các anh chị, hình như cổ con này ở ở bên gần Tam Đảo là cái gì ấy? Gần 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 đấy, khu nghiệp của nó Vĩnh Nhiên rất là tốt, D2D. D2D kết quả kinh doanh tốt rồi, nhưng mà chúng ta phải gắn cổ phiếu này ở trong một cái xu hướng tổng thể. Vùng kháng cự của nó là ở vùng 65 thì cũng đây chưa vượt qua được, và ở trong cái thời điểm hiện tại thì D2D cũng có xu hướng là đây, nếu mà chúng ta kéo dài dài như vậy đó, cái vùng vùng kháng cự dài của nó như này. Thì trong trong cái thời điểm hiện tại thì D2D cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến, khi mà cổ phiếu tiếp tục mà đi ngang ở quanh một cái xu hướng dài như này thì cổ phiếu thường là nó sẽ có rất nhiều những cái gọi là cái nhì nhằng ở đây. Đó, rất là nhiều những nhì nhằng ở đây, và dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống, nên là đối với D2D thì chúng ta phải quan sát thêm thôi. Tiếp tiếp ở trong tuần thì tiếp lại bị rơi ra khỏi biên này. Đó, tiếp bị rơi ra khỏi biên như thế này là không ổn. Biên ở đây, biên của tiếp là biên 18 đến vùng 19, và tiếp đã bị rơi ra khỏi biên. Rơi ra khỏi biên trong cái bản tin tuần trước, khi mà tiếp có một cái cây nến kết tuần như này thì chúng ta dò tìm lại cái vùng hỗ trợ 18 đến vùng 19, và trong tuần thì tiếp đã có một cái sự giao dịch không không thực sự là thành công, dòng tiền cắm đầu đi xuống, và tín hiệu đường MACD cũng xấu, như vậy là tiếp phải cần thêm thời gian, phải cần thêm thời gian của phiên ngày thứ hai để chúng ta xem lại là ông có lấy lại được cái vùng trên hay không, hay là tiếp tục ông lại bị một cái cây nến đỏ mà lấp lại cây nến xanh như này, thì như vậy là xấu. Tiếp thì cần thêm định lượng. SNZ thì cái vùng kháng cự dài của cổ phiếu này á, đó là vùng 30. Vùng 30 thì trong một cái nhịp đánh gần đây thì cổ phiếu này cũng đã đạt được, và phiên ngày hôm nay thì cũng đã nhô lên đến tầm 28, và sau đó thì bị bán cuối phiên.
Thì đối với SNZ ở trong thời điểm hiện tại thì chưa có nhiều cái định lượng mới, thì tạm thời chúng ta sẽ đánh giá cổ phiếu này ở quanh cái biên độ khoảng từ vùng hỗ trợ 22 đến khoảng vùng 28, thì đấy là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu, và chúng ta chạm hỗ trợ thì chúng ta mua và gần chạm đến kháng cự thì chúng ta bán. Đây, trong những cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây, chúng ta dò tìm cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu SNZ rất là ổn đấy, vùng 21 đến vùng 23. Đấy. Trong một cái biên 21 đến 23 và biên trung bình, thường là chúng ta sau khi mà chúng ta đánh ở trong đó thì chúng ta sẽ đưa ra một cái biên trung bình ở biên 22 rất là tốt. Đó. Thì đây cũng là một cái điểm này để chúng ta phân tích lên nhịp 28 này. Và đây cũng là điểm để phân tích một cái nhịp sóng hồi này, và đây cũng như vậy, phân tích một cái nhịp sóng hồi đây. Thì đến thời điểm hiện tại là phiên ngày hôm nay như vậy chốt, thì có thể là phiên sang tuần thì sẽ có những cái điểm mà kéo lên lại vùng 28 và chúng ta canh, thì chúng ta chốt mã cổ phiếu này SZC luôn. SZC thì phiên ngày hôm nay đấy là một cái phiên mà vượt đỉnh. Tuy nhiên với một cái góc độ ngắn thì chúng ta cũng có thể thấy rằng khi thị trường chung xấu thì cái vùng 25.5 đến vùng 26 cũng là cái vùng kháng cự dài rồi. Chính là vùng kháng cự dài rồi, nên là cái câu chuyện là những ai đang cầm nắm ở những cái mã này thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt hiện thực hóa lợi nhuận, và sau khi mà hiện thực hóa xong thì chúng ta sẽ chờ những cái điểm chỉnh kỹ thuật. Đó, những cái điểm chỉnh kỹ thuật và những cái điểm tích lũy lại ở quanh nền ở đây khoảng nền 22. Đó, có thành công hay không thì chúng ta sẽ quan sát tiếp, và như vậy là SZC cũng đã có một cái nhịp chạy rất là đẹp rồi, chúng ta cũng nên chủ động để chúng ta chốt. BCM thì thanh khoản thấp và hiện tại thì chủ yếu là lái đánh thôi, lái làm việc thôi. Và lái làm việc ở đây ở cái vùng khoảng vùng 24. Ai mà thích cái cổ phiếu này á thì cứ đặt đại trùng vùng 24 đến vùng 24.5. Đó, kiểu gì cũng khớp, 24.5 đến vùng 24. Kiểu gì cũng khớp, yên tâm kiểu gì cũng khớp, và chúng ta chờ đấy 24 xong đánh lên đến vùng T cộng đạt lãi bán cổ phiếu này thì không có gì đáng nói. GIL, chúng ta sẽ nói GIL. GIL thì đáng nói hơn. GIL là một mã cổ phiếu có dính dáng dệt may và cũng có dính dáng đến khu công nghiệp, và trong cái thời điểm hiện tại thì GIL cũng đang là một cái mã cổ phiếu mà đang khá là tốt. Đó là các cái điểm mà chúng ta nói đến ở đây, đó là các cái điểm 17, và từ 17 này thì dự kiến là đánh chạm vùng 19.5. Trong các phân tích định lượng trước và 19.5 thì phiên ngày hôm nay đã qua và đã đánh được gần chạm đến vùng 21. Thì trong ngắn hạn là GIL sẽ có những cái điểm đánh ngang ở vùng 17 đến vùng 21, và sau những cái điểm đánh ngang đánh ngửa này thì chúng ta xem thử là sẽ có những cái điểm test lại như này đó, và test lại xong thì lại công lại vùng 21 và có công thủng hay không. Thì thời điểm hiện tại cổ phiếu GIL cũng là một xét yếu tố tạo lập các anh chị nhé. GIL đánh nhé, đánh tương bừng luôn từ vùng 5 lên đến tận vùng 35 đấy, nhân 7 7535 đó, sau đó thì chỉnh giảm, giảm xong là từ vùng đây bao nhiêu ạ, từ vùng 17 đánh lên tận vùng 34, ok, nhân 2. Đó, thì đến bây giờ những cái thời điểm hiện tại đây là những cái thời điểm mà chúng đây là những cái thời điểm vàng đó, những cái thời điểm vàng của những cái mã cổ phiếu vàng mà chúng ta nếu như chúng ta quan sát được thì như vậy đấy sẽ là những cái cơ hội rất là lớn cho chúng ta, và khi chúng ta vào được những mã cổ phiếu như này thì sẽ ấm đấy, nhân tài khoản rất là lớn, và hiện tại thì tiền đang khá là đẹp. Phân tích tiếp mã cổ phiếu DTD. DTD cũng là một mã cổ phiếu đẹp các anh chị nhé. Nhưng mà bây giờ cũng DTD thì cũng cao mất rồi, cũng không còn nhiều cơ hội nữa. Bản thân DTD thì khi chúng ta phân tích ở những cái vùng đâu đâu ở dưới này này, đúng không ạ? Vùng 10 đến vùng 10.5 này, mục tiêu lên lên vùng 13 này. Từ vùng 13 thì chúng ta phân tích lên vùng 16, và đến thời điểm hiện tại thì DTD đã hoàn thành cái nhiệm vụ đó là vùng 16, và vùng 18 sẽ là cái vùng kháng cự dài, thì không biết là TDD có đánh thủng được vùng 18 hay không. Thì khả năng là chúng ta cần phải quan sát thêm, nó khó bởi vì là mấy lần là chưa đánh thủng được. Thì khi hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu rồi á thì thường cổ phiếu nó sẽ chỉnh này, và bây giờ nó chỉnh về đâu thì nó chỉnh về khoảng vùng đẹp nhất á, thì đến đây, đến đây thôi, tức là đến khoảng vùng 14.5 thôi.
chưa gãy 14.5 thì nó lại mang một cái tính chất là chốt lãi rồi. Và như vậy gãy về đến vùng 14.5, không gãy thì như vậy là chúng ta sẽ có khoảng vùng 18 17 18 gì đó, về đến vùng đỉnh cũ. Và tạm thời như thế, bởi vì đây vùng 18 cũng đứt, về đến vùng 18 cũng đứt, và những cái điểm đánh cũng rất là dốc, thì đây là những cái điểm đánh lên của cổ phiếu này, thì như vậy là khoảng vùng 17 18 cũng là cái vùng đỉnh cũ, thì như vậy là ta canh để chúng ta té. ITA, ITA và KBC, ITA ITA thì hỏng con hỏng rồi. Khi ITA mất vùng 4.5 thì đồng nghĩa với việc là không còn cái gọi là hồi phục gì ở đây nữa rồi, đúng không ạ? Và ITA bắt đầu đi vào xu hướng giảm dài. Và như thế này là giảm dài, và một cái điều nó cũng dễ hiểu đó là ITA đánh từ vùng 2 mà lên đến vùng 6, tức là nhân 3, và sau cái nhân 3 đó thì rất nhiều những cổ phiếu người ta sẽ chốt thôi. Còn những cái nhịp mà chúng ta bắt đáy đó là những cái nhịp mà mang tính vơ bèo vượt tép. KBC cũng như vậy, KBC cũng bị chốt mạnh khi mà KBC bị mất ở đây này, mất cái lực ở đây khoảng vùng 13.5 ở đây. Đúng chính xác nó phải là vùng 13.5 ở đây. Thì xu hướng là sẽ cổ phiếu mà mất những cái lực lực hỗ trợ đấy thì thường là sẽ đi về lại vùng nền tích lũy, và cái nền tích lũy của KBC ở đây đâu đó khoảng vùng 11.7, và biên ở đây là khoảng biên bao nhiêu đấy, khoảng vùng 11.4 đến khoảng vùng 11.5 đến khoảng vùng 12, thì đấy là cái biên của KBC. Ok, như vậy là chúng ta đã phân tích xong toàn bộ về tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như view qua một số các nhóm ngành, một số các mã cổ phiếu. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến thị trường chung, chỉ số VN Index và chỉ số VN30, chỉ số VN30 F1M. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về Covid đó là gì. Chắc chắn rằng là Covid tập 2 nó sẽ có những cái diễn biến phức tạp hơn trong tuần tới, và sẽ có những cái thông tin gọi là bắt đầu phải cách ly, bắt đầu phải đóng cửa quán, bắt đầu phải đóng nhà hàng. Thế thì trong một cái lịch sử tạo lập ở trong cái thời điểm trước đây, đó là khi mà chúng ta phân tích về chỉ số VN Index ở vùng 715 đến 720 thì tạo lập đạp một phát, tức là qua cái vùng phân tích này đến vùng 650 thì kéo thẳng lên. Khi mà gọi là cả nước cách ly xã hội thì thị trường chứng khoán của chúng ta đã có những cái bước thăng hoa, nó tăng rất là đẹp, rất là mạnh mẽ. Thì mọi người vẫn nói vui rằng là bây giờ Covid đã quay trở lại rồi, tập 2 rồi, bắt đầu đóng cửa hàng quán xá thì mọi người lại không có việc gì làm. Và không có việc gì làm thì lại cầm tiền đi đầu tư chứng khoán. Chính vì vậy nên là tất cả những anh em của chúng ta, các cái chiến binh trên từng ngón sóng chuẩn bị sẵn tiền đó, chuẩn bị sẵn mọi kế hoạch đạn dược để chúng ta chờ một xu hướng phục hồi của thị trường và chúng ta sẽ chiến đấu. Nhìn trên góc độ về thị trường, mặc dù trong tuần vừa qua đội tạo lập, tức là đội tạo lập thị trường là đánh cho nhà đầu tư cá nhân gần như là không dám thò chân vào thị trường chứng khoán nữa. Bởi vì sao? Một phiên đánh lên, một phiên đánh xuống thì không có một nhà đầu tư nào có đủ dũng cảm để tham gia thị trường chứng khoán cơ sở cả. Tuy nhiên với góc độ hiện tại mà mình quan sát thì cái biên ở đây đó là biên 780 điểm đến biên 800 điểm là một cái biên mà thị trường trong tuần vừa qua tạo cái nền tích lũy tương đối là ổn định. Và có hay không cái câu chuyện là tạo lập, nó ví dụ như chúng ta nói đến 800 điểm thì tạo lập đạp đến 750 điểm rồi mới kéo lên hay thì sao, thì đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta phải dự phòng trước đó. Còn cái câu chuyện về Covid á, thì ok, có người chết rồi, đương nhiên nó là một cái bệnh dịch thì sẽ có người chết đó. Một ngày chúng ta có rất nhiều người chết vì tai nạn, rất nhiều người chết vì các cái bệnh khác, nên cái câu chuyện là Covid á, là một cái bệnh, mà đã là một cái bệnh thì phải chữa, mà không chữa được thì phải chết đó. Chúng ta cứ bình tĩnh như vậy, chúng ta đừng có bị những cái thông tin như vậy rồi bị nó hù dập, rồi thế là cứ hoang mang, rồi thế là mình cũng bán, thằng bên cạnh bán, mình cũng bán, mình chả hiểu cái gì cả đó. Thì câu chuyện là gì, nó là dịch bệnh thì nó sẽ có những cái câu chuyện như vậy, sẽ có người chết, sẽ có người phục hồi đó, thì và sẽ có thêm những cái ca nhiễm mới, thì đấy là những câu chuyện trong tuần mới. Còn trong tuần mới chúng ta sẽ quan sát ở cái biên, ở biên tích lũy của thị trường ở 780 điểm đến 800 điểm. Ở trong cái biên này thì trong cái phiên ngày thứ hai, phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên giao dịch ngày thứ ba thì thường thường là những cái phiên giao dịch đầu tuần sẽ có những cái biến động lớn. Chính vì vậy sau những cái phiên giao dịch đó thì Hùng sẽ có những cái phân tích, Hùng sẽ có những cái phân tích chủ đạo
đánh giá cái phiên giao dịch ngày hôm nay và sẽ đưa ra các cái kịch bản tiếp theo. Còn trước mắt ở phiên ngày thứ hai, ở phiên ngày thứ ba thì chúng ta sẽ quan sát ở trong cái biên này đối với chỉ số VN Index. Đối với chỉ số VN30 thì trong tuần vừa qua cũng là một cái tuần kéo đi kéo lại rất là mạnh, và đây là những cái ý đồ để cho đội đánh phái sinh đó, phái sinh lo sọt ở trong phiên. Đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta xin lỗi cả nhà, chỉ số VN Index VN30 thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 720 đến vùng 740 ở biên trung bình, đó là vùng 730 điểm. Những cái tín hiệu hiện tại thì cũng đang cho thấy rằng là cái lực bán của VN30 cũng đang có những cái dấu hiệu suy yếu dần. Đang có những cái dấu hiệu suy yếu dần, thì đấy là một cái nền tảng để giúp cho thị trường của chúng ta ổn định và tích lũy. Thế thì đối với cả chỉ số VN Index và chỉ số VN30 ấy, là các anh chị lưu ý là thị trường chung sau những cái giai đoạn mà biến động mạnh, rơi mạnh thì sẽ có những phiên kéo xả rất mạnh và thanh khoản lớn. Sau những phiên kéo xả rất mạnh, thanh khoản lớn thì bắt đầu cái biên kéo xả nó bị thu hẹp dần. Đó, các anh chị nhìn thấy không ạ? Đây cái mục, nếu như chúng ta vẽ một cái hình nêm, nếu mà chúng ta quan sát kỹ, đó, chúng ta nhìn thấy không ạ? Đó, thấy chưa? Đó, thì đây là cái câu chuyện rất bình thường của thị trường, và thanh khoản cũng như vậy. Đó, thanh khoản là đầu tiên là biến động rất mạnh và sau đó các ông tắt dần. Thì nó giống như một cái quả bóng khi mà rơi xuống sàn, nó đập lên đập xuống, và sau khi đập lên đập xuống nó xong thì cổ phiếu và thị trường chung cũng như vậy. Và sau cái giai đoạn thanh khoản hẹp này, rồi biên tích lũy hẹp này, thì sau đó chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo. Và đối với chỉ số VN30F1M, chúng ta sẽ có một cái biên tích lũy ở quanh, dao động nhé, dao động ở quanh, không gọi là tích lũy, dao động ở quanh 700 đến 725 điểm, và điểm trung bình của nó là 715 điểm. Và với một cái câu chuyện là khối lượng hợp đồng, các anh chị nhìn thấy khối lượng hợp đồng phái sinh, nên là cái dòng tiền đang chuyển dịch dần sang đánh phái sinh, bởi vì cơ sở khó khăn thì dòng tiền sẽ chuyển dịch sang đánh phái sinh. Và xu hướng hiện tại là có thể nhé các anh chị nhé, có thể là Covid quay trở lại thì cầu long dài sẽ bắt đầu từ vùng 700 điểm. Và cái câu chuyện là đối với chỉ số phái sinh á, là các anh chị lưu ý chúng ta sẽ phân tích trên biểu đồ M5 và thường nhật hàng ngày qua room lệnh, và cũng như qua những cái phân tích định lượng của Hùng Lê ở trên team không chat NO02. Còn trên cái team thảo luận NO01 á, thì thường là Hùng có phân tích ở trên đó, nhưng mà thường ở trên bên này thì nó sẽ bị trôi tin, bởi vì là có thêm các cái tin nhắn của các anh chị em. Thì những anh chị em nào mà có những cái quan điểm cùng với Hùng Lê thì về đồng hành cùng công ty Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để tham gia team cũng như để tham gia các cái room hỗ trợ chuyên sâu. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản tin tiếp theo.